chương 1 Nhà giàu nhất cháu gái Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1 Nhà giàu nhất cháu gái Yến Kinh Thị, học sinh chung cư Ta dựa vào, gia nguyên cùng với Lý Minh Vũ rồi Đột 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 bình thường, có thể nhịn được Lâm Sam kia phá tính cách người là thánh nhân Sớm nhìn Lâm Sam không vừa mắt, không phải liền là có cái tốt cha chứ sao Cái gì rác rưởi diễn kỹ cũng dám nói mình là một diễn viên. Ha 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 ha, hiện tại kim quy tế không phải cũng bị khuê mật ngâm a, à, thoải mái. Tinh tế ngón tay nhanh chóng xẹt qua, màn hình điện thoại di động ánh sáng mông lung chiếu sáng kiều vũ bàn, nhìn trên màn ảnh đức nội dung, khóe miệng của nàng hiện ra nụ cười dễu cợt, trong mắt ghen ghét chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tin tức nữ chính Lâm Sam là nàng cùng phòng, ba ba bất quá là nửa ấm không lửa nhỏ đạo diễn, dĩ nhiên cũng dám dựa vào điểm quan hệ này bày nữ thần giá đỡ kết quả kia cổ văn nghệ kình đều là làm cho ngoại nhân nhìn cô được đạo diễn chuyên nghiệp tài tử nổi danh gia nguyên sau liền lộ tẩy bình thường ba câu nói đánh không ra cái rắm đến vừa nói liền giả mù sa mưa quả thực buồn nôn chết rồi nàng cười lạnh một tiếng thật là sống nên bị lý minh vũ đoạt bạn trai nghĩ tới đây trong lòng nàng hơi động một chút cái này thiếp mời cũng là vừa soát ra mình đem tin tức này nói cho lâm sam chẳng phải rửa sạch nhục nhã rồi sao huống chi lấy nàng kia đóng các tính cách, mình coi như nói là lời nói châm chọc một chút, nàng đại khái cũng không biết làm sao đánh trả. Lý Minh Vũ đã đem Lâm Sam nội tình đều nói với mình, vừa vặn an hiểu hiểu ngày hôm nay cũng tại ký túc xá, nếu như đem những này đều lật ra đến, đại khái sáng mai toàn trường liền đều biết Lâm Sam hào quang sự tích. Cái gọi là giáo hoa cũng sẽ chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Hạ quyết tâm về sau, Kiều Vũ lập tức chỉnh lý biểu lộ, từ trên giường ngồi dậy lúc, trên mặt của nàng đã là nhíu mày lấy muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng cần phải cố gắng nhịn xuống mới có thể làm cho mình không nên cười ra, nhìn có chút hả hê tưởng tượng Lâm Sam một hồi sẽ có như thế nào trò hề. Sam Sam Nàng nhìn về phía độc đối với mình ngồi ở trước bàn trang điểm tóc dài nữ hài, có chuyện ta không biết nên không nên nói. Nói xong, nàng không đợi cái kia tên là Sam Sam nữ hài trả lời, liền lẩm bẩm nói. Ngươi có đôi khi chính là quá đơn thuần, rất dễ dàng liền dễ tin người khác. Câu nói này vừa rơi xuống, nguyên vốn là không có gì động tĩnh phòng ngủ lập tức càng thêm im ắng, cái khác hai cái chơi điện thoại nữ hài chẳng biết lúc nào đã đem lực chú ý đặt ở các nàng trên thân hai người. Kỳ thật, một cái thanh âm thanh liệt bỗng nhiên vang lên, đánh gãy nàng. Đã mặc kệ ta có đồng ý hay không ngươi đều phải nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta ý tứ? Vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Sam đánh gãy, Kiều Vũ nhất thời nghẹn lời, trong mắt càng là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Trong lòng nàng, Lâm Sam luôn luôn văn văn nhược nhược, thanh âm nói chuyện đều quá không cao, chớ nói chi là làm ra đánh gãy người khác phát biểu dạng này thất lễ cử động. Kinh dị ở giữa, Kiều Vũ không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, không nghĩ tới Lâm Sam thanh âm còn thật là dễ nghe. Lâm Sam âm sắc rất đặc biệt, mang theo chút băng lãnh thanh thúy, âm cuối lại không thiếu mượt mà ôm nhu, nhận ra độ cực cao nàng bất quá là thoáng dương cao thanh âm liền không khỏi mang theo cổ đốt đốt khí thế nhưng mà đây cũng chỉ là một cái chớp mắt ngoài ý muốn thôi kiều vũ ngay sau đó cảm nhận được chính là không vui phải biết lâm sam trước kia đối với các nàng đều là nén giận thế là nàng cái cầm trầm bỗng ngươi làm sao nói chuyện liền nói như vậy rồi mặc chữ ý tứ lâm sam nói rõ ràng lâm sam cũng không nói gì thêm nhưng mà nhìn xem nàng lúc này ánh mắt kiều vũ hảo tâm tình lại lập tức tan thành mây khói thay vào đó là ẩn ẩn tức giận ta vì tốt cho ngươi ngươi chính là không bỏ xuống được giá đỡ khó trách nhìn không được gian nguyên lâm sam thậm chí không có mở mắt ra liếc nàng một cái có thế kiều vũ lại giống như là được cái gì tín hiệu lập tức thần khí đứng lên nàng mang theo thương hại giọng điệu nói ra ngươi còn không có nhìn trường học diễn đàn a Toàn bộ trong phòng ngủ an tĩnh hô hấp có thể nghe. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, Kiều Vũ trong lòng càng thêm đắc ý, liên đới nghiêm mặt bên trên vụn về thương hại đều duy trì không tốt, triệt để lộ ra chanh chua bộ dáng. Nhưng là gian Nguyên cùng ngươi chia tay, ngươi cũng muốn nghĩ lại một chút ngươi có lỗi gì a? À? Nghe câu nói này, đừng nói Lâm Sam kiếp trước chính là cái có thù báo thù tính tình, liền cái người thành thật, không có gắng chịu nhục giác ngộ cũng tuyệt đối nhịn không được dạng này trào phúng thế là Lâm Sam cuối cùng mở miệng, ta đem ngươi trở thành cùng phòng, cho nên coi như đầu óc ngốc một chút, ta cũng nguyện ý nhẫn, nàng thần sắc trào phúng, nhưng là lại xuẩn lại xấu, liền thật là không có thuốc nào cứu được. Phốt. Câu nói này thực sự quá châm chọc, dẫn đến Kiều Vũ bật cười, nàng cơ hồ là xuất phát từ nội tâm cảm thấy đồng tình, Lâm Sam, ngươi đến cùng là có bao nhiêu xuẩn? Ngươi vẫn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào a? À? Ân. Ừ. Ngươi là cảm thấy ta không biết ai tại diễn đàn mang tiết tấu, vẫn còn không biết rõ, ngươi giúp đỡ Lý Minh Vũ đem ta tái rồi. Ba. Hai người tranh chấp bị đánh gãy, các nàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen dài tóc thẳng nữ hài sắc mặt tái nhợt đứng lên, một bộ doanh doanh muốn khóc bộ dáng, mà trong tay nàng điện thoại đã ném xuống đất. Cái này đương nhiên đó là Lâm Sam trong miệng tái rồi nàng người, Lý Minh Vũ. Sam Sam, ngươi sao có thể nói như vậy? Lý Minh Vũ trong mắt lệ quan lấp lóe, nghẹn ngào nói, ta đã giải thích rất nhiều lần, ngươi chẳng lẽ không tin ta a? À? ta biết Giang Nguyên gần nhất vắng vẻ ngươi để ngươi không vui, ta đã đang cố gắng điều giải hắn, ngươi nói như vậy thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Lâm Sam cười như không cười nhìn xem nàng, trên thế giới này tổng có ít người thích cho mình thêm kịch, kết quả chỉ là tự rước lấy nhục. Giang Nguyên đã buồn rầu rất lâu, ngươi quá nặng nề cứng nhắc, căn bản không hiểu hắn, hắn u buồn lo nghĩ căn bản không có cách nào nói cho ngươi. Lý Minh Vũ đau lòng nhất ốc nói, ngươi không nghĩ thay đổi khuyết điểm của mình, sao có thể chỉ nhìn chầm chầm người khác đâu. Nếu là lúc trước, Lâm Sam lúc này chắc hẳn đã vội vàng nói xin lỗi cũng biểu đạt các nàng khuê mật tình nghĩa vững như kim cương. Đáng tiếc hiện tại Lâm Sam đã đổi cái tâm. Trên giường điều giải tâm tình của hắn A, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại một chút, cho ngươi vỗ tay. Lâm Sam nghiêm trang vỗ tay, Thanh Thúy Tiến vỗ tay tại An Tĩnh trong phòng ngủ càng thêm quỷ dị. Lâm Sam, ngươi không nên ồn ào, huyên náo quá lớn bất mặt chính là ngươi. Làm tiểu tam người cũng không phải ta, tại sao là ta mất mặt? Lâm Sam thản nhiên đứng lên, không chút hoang mang đi đến Lý Minh Vũ trước mặt, ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ Lý Minh Vũ bàn. Nữ hài thần sắc vẫn thông dong, mắt sáng người sắc bén, khí thế phá lệ cường đại, cho dù khí sắc không tốt, lại vẫn làm người sinh ra ngưỡng mộ ảo giác. Tại nàng dạng này cường thế dưới tầm mắt, Lý Minh Vũ tự dưng liền nhớ tới quá khứ thời gian, vô luận nàng làm thế nào, tại trong mắt người khác, nàng cũng không sánh nổi lâm sam, bất kể là bề ngoài, gia đình, vẫn là học tập. Cũng bởi vì ba của nàng là cái có chút danh tiếng đạo diễn. Nghĩ đến mình đau nhất điểm, Lý Minh Vũ trong lòng tự nhiên sinh ra một loại oán hận cảm giác nhục nhã. Coi như gia nguyên bị nàng lấy được tay, hắn cũng cho tới bây giờ không có khen qua mình dáng dấp thật đẹp, nghĩ đến là bị Lâm Sam nuôi kén ăn khẩu vị. Vì bảo hộ chính mình nhân thiết, nàng không có cách nào phản kháng, hết lần này tới lần khác Kiều Vũ cũng không biết đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên không có ngăn lại Lâm Sam. Cuối cùng nàng lại trơ mắt nhìn Lâm Sam nắm cầm của mình, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, giống như tường tận xem xét một kiện đồ chơi tinh tế đánh giá bỗng nhiên làm sâu sắc cảm giác nhục nhã làm nàng trong nháy mắt liền muốn mở ra lâm sam tay làm cho nàng lăn đi thế nhưng là từ trên người lâm sam truyền đến cảm giác áp bách làm nàng vô ý thức quên đi phản kháng vậy mà liền ngây người như vậy hai giây hoàn toàn chính xác cũng chính là hai giây lâm sam liền buông ra nàng chỉ là thái độ của nàng lại là cho lý minh vũ lại một lần nữa nhục nhã nàng xoa xoa ngón tay hơi câu lại lông mày giống như là ném ra một kiện rác rưởi ghét bỏ chán ghét biểu lộ. Gần nhìn về sau càng bẩn con mắt, ngươi đây là cứ vậy mà làm nhiều ít. Bác sĩ tay nghề không được a. À. Ngươi. Lý Minh Vũ sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Lâm Sam lại thờ ơ xoay người, hững hờ nói. Từ cấp 2 bắt đầu, ngươi liền thích cướp đồ vật của ta, đồ trang sức, quần áo, bạn bè. Ta nếm qua đồ vật ngươi cũng muốn ăn, quần áo ta mặc qua ngươi liền nhất định phải xuyên, thậm chí là ta thích khuyên tai, ngươi cũng hỏi ta muốn đi qua mình mang. Cơ hồ là tại Lâm Sam nói ra chữ thứ nhất thời điểm, Lý Minh Vũ liền giống như như rơi vào hầm băng, nghĩ muốn nói chuyện, lại lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng căn bản không thể nào biện bạch. Lý Minh Vũ đốt ngón tay bị nắm trắng bệt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Những này là nàng muốn tránh nhất tránh quá khứ, nàng cùng Lâm Sam giống nhau là gia đình độc thân, nhưng mà ba của nàng lại không giống Lâm Sam ba ba đồng dạng không chịu thua kém, chỉ là cái thích say rượu đánh nữ như người cặn bã. Nhưng là Lâm Sam từ tiểu học bắt đầu, liền vĩnh viễn là tất cả tiểu bằng hữu bên trong sạch sẽ nhất xinh đẹp một cái, xuyên quần áo luôn luôn ngoại quốc hàng hiệu, ăn đồ vật cũng là nàng chưa thấy qua, liền ngay cả sau khi lớn lên giao bạn trai cũng là hắn ba ba đệ tử đắc ý nhất. Tương tự là người, dựa vào cái gì? dựa vào cái gì nàng cứ như vậy hạnh phúc. Cho nên nàng cũng muốn. Nàng muốn lâm sam quần áo, lâm sam gia đình, lâm sam người yêu, lâm sam hết thảy. Trước kia nàng cùng lâm sam quan hệ tốt, lâm sam là cái ngốc bạch ngọt, thậm chí còn có thể cố ý giúp nàng giấu giếm quá khứ, dần già, liền ngay cả chính nàng tự hồ cũng quên nàng cũng không như biểu hiện được dạng này ngăn nắp xinh đẹp. Không phải như vậy. Lý Minh Vũ trong mắt hiện ra bối rối. Lâm Sam thái độ không phải là dạng này. Bất quá ta có thể hiểu được, dù sao da mặt của ngươi nghĩ đến là theo đào bảo bán buôn tính, tự nhiên không quan trọng. Lâm Sam giọng điệu mây trôi nước chảy, ngôn từ lại cực điểm cay nghiệt châm chọc sở trường, để một bên vây xem hai nữ sinh đều cảm nhận được kia giống như từng cái từng cái hướng về phía mặt đến bàn tay, mà lại ai còn không có cái dở hơi, ngươi từ nhỏ đã thích ăn người khác nhai qua màn thầu, vậy ta cũng không thể ngăn đón ngươi là A cái thí dụ này coi là thật sinh động cực kỳ để cho người ta trong nháy mắt thì có hình tượng cảm giác liền ngay cả kiều mưa cái này nguyên bản cùng lý minh vũ mặt trận thống nhất đồng bạn nhìn về phía lý minh vũ ánh mắt nhất thời đều thêm mấy phần cổ quái lý minh vũ khó thở nàng nhìn về phía kiều mưa nhưng mà sau đó không có chút nào biểu hiện thế là trong lòng đã là biệt khuất tới cực điểm trong lòng nàng thầm mắng kiều vũ tên phế vật này lúc này không ra giúp nàng nói chuyện chẳng lẽ muốn chính nàng cho mình đứng trận bác phụ chửi đổng sao? Nhưng mà nhìn xem kiều vũ tên ngu xuẩn kia không chỉ có không giúp nàng nói chuyện, thậm chí còn đi theo một cái khác cực qua cùng phòng ánh mắt là lạ mà nhìn mình, Lý Minh Vũ suýt chút nữa thì bị nàng giận ngất. Thật sự là đồng đội như heo. Nàng đánh nát răng quả thực là hướng trong bụng nuốt, miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói. Sam Sam, ta không biết những này lời đồng ngươi là nghe ai nói, nhưng nói như thế thật sự đặc biệt tổn thương cảm tình, đều nhanh 10 năm, ngươi quên ta trước kia đều làm sao giữ gìn ngươi cùng gian nguyên tình cảm sao? Cũng thế, ngươi ăn ta 10 năm cơm thừa, liền xem như uy con chó cũng nên có chút tình cảm. Lâm Sam ngồi ở trang điểm trước gương, tại hộp hóa trang bên trong lật ra một trận, cuối cùng tuyển ra một con hợp ý, chậm rãi bôi đứng lên. Lâm Sam Lý Minh Vũ rốt cục không thể chịu đựng được loại người này thân công kích, đã Lâm Sam đã biết hết thảy, nàng cũng lười cố Kỵ Giang Nguyên cảm thụ, dứt khoát vạch mặt nói. Hiện tại toàn trường đều biết Giang Nguyên là bạn trai ta, người nói như vậy có ý nghĩa a? À? Lâm Sam điềm nhiên như không có việc gì. đương nhiên là có a, à, coi như là đút cho chó bữa tối cuối cùng. Nàng cười lạnh. Ngươi biết Giang Nguyên nói thế nào ngươi a? À? Hắn nhưng là nói, ta đối với Tra Nam trước kia nói thế nào không có hứng thú, bởi vì hắn đã chết nhưng là ta cho ngươi biết, Lý Minh Vũ. Tự hồ cảm nhận được Lý Minh Vũ giết người ngoan độc ánh mắt, Lâm Sam xoay người lại. Gà rừng chính là gà rừng, cái mông vĩnh lên cao đến đâu cũng thay đổi không thành phượng hoàng. Nói xong, Lâm Sam hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, sung mãn môi đỏ câu lên độ cong vừa đúng. Đẹp không sao tả xiết. Bác quái thiếp đêm đó liền đậy lại cao lầu, Lâm Sam ký túc xá cuối cùng một tia cân bằng cũng bởi vì đêm đó xé bức triệt để tuyên cáo vỡ vụn. Đôi này Lâm Sam không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nàng đã buông lời ra nam sống không được bao lâu, kia liền không khả năng lại để cho hắn nhiều nhảy nhóc mấy ngày. Dưới cái nhìn của nàng, đối phó một hai người tra, kia hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu, căn bản không biết nên tại sao thua nha. Chuyện thứ nhất đương nhiên muốn từ cùng tra nam chia tay, không, chỉ là chia tay còn chưa đủ vượt quá giới hạn bạn gái khuê mật loại sự tình này, không khô chiên gõ trống đốt pháo để hắn ra một chút tên, làm sao xứng đáng gian tiên sinh bác ái chi tâm đâu. Nhưng mà đang lúc lâm đại tiểu thư từ lịch ngày bên trên tuyển cái ngày hoàng đạo, chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt hướng ra nam lúc, lại bị nàng lão cha lâm thủ dụ một thông điện thoại truyền về nhà. Thế nào? Nàng đang chuẩn bị hành khúc vang ra nam chết, lại bị tiện nghi lão cha ngạnh sinh sinh đánh gãy biểu diễn giọng điệu khó tránh khỏi có chút cứng nhắc ta bên này còn vội vàng đâu sam sam ông nội ngươi sắp không được nhưng mà không nghĩ tới lão cha vừa lên đến liền thả cái đại chiêu ân cái gì lâm sam tại trong trí nhớ lật ra nửa ngày cuối cùng tìm tới nguyên lai like còn có người như vậy nguyên chủ phụ thân lâm thủ dụ tựa hồ cùng gia gia của nàng quan hệ rất cứng nhắc trừ ăn tết thời điểm nàng sẽ cùng gia gia video trò chuyện chúc tết bên ngoài cơ bản không có dư thừa liên hệ. Trong trí nhớ Gia Gia là cái nghiêm túc ăn nói có ý tứ lão nhân, cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng thân thể coi như cứng rắn, nói thế nào không được là không được rồi. Không biết, đoán chừng không có mấy ngày. Hồi tưởng lại chuyện cũ trước kia, Lâm thủ dụ giọng điệu không khỏi thêm mấy phần phức tạp, hắn trầm mặt hai giây, nói nói, bất kể nói thế nào, lão đầu tử đều là nhà giàu nhất, chuyện phiền toái không thể thiếu, liền gọi ngươi thay ta về đi xem một chút. "Hả? Nguyên lai like như, vân vân, cha ngươi thật giống như nói câu không được a." À. "Ồ đúng, lão cha vỗ tráng một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Một mực đã quên nói cho ngươi biết, ông nội ngươi là quốc gia nhà giàu nhất tới." Trầm mặt hồi lâu, Lâm Sam quả thực là không nghĩ tới nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười gượng nói, "Loại này trò đùa liền thiếu đi mở đi. Loại sự tình này lừa ngươi làm cái gì?" Lão cha trầm giọng nói nói, ta bên này kịch còn không có chụp xong, địa chỉ ta quay đầu phát ngươi, nhớ phải trở về nhìn xem. Nói xong, hắn lại có chút do dự nói ra. Ông nội ngươi tính tình không tốt. Nhiều bồi bồi hắn. Lâm Sam há hốc mồm, muốn nói cái gì lại không có thể nói ra, cuối cùng chỉ có thể giọng điệu vi diệu. Há, được thôi. Nàng rốt cục phát hiện, sự tình giống như không có nàng nghĩ đến đơn giản như vậy cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Mới văn cầu dự thu. Nhân vật phản diện nữ phụ là giáo bá, xuyên sách, Kiều An trước khi chết mới biết được, mình là một sân trường văn bên trong hắc hóa nhân vật phản diện. Nhưng mà nàng cũng chưa chết, nàng đi tới tận thế, cho đến trở thành một phương các cứ thủ lĩnh, cuối cùng chết ở zombie vương thủ hạ. Nhưng vào lúc này, nàng xuyên về đến rồi. Về tới 17 tuổi thời điểm. Nhân vật phản diện. Kiều An như có điều suy nghĩ. Thế là, bạn học giáp tâm như hến. Ngươi nghe nói không, lớp 11 Kiều An có thể một cước đạp nứt cửa chống trộn. Bạn học ất nơm nớp lo sợ. Không đúng không đúng, ta nghe nói nàng có thể ngực nát tảng đá lớn. Bạn học bính mặt như màu đất. Dẹp đi đi, ngay tại hôm qua, Kiều An ăn đứa trẻ. Tại lời đồng đại bên trong dần dần yêu ma hóa Kiều An đối với lần này khịt mũi coi thường. Cái gì trọng nam khinh nữ cha mẹ, cái gì sân trường bắt nạt giáo bá. Muốn tìm nàng gốc rạ, Ta một tác này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Lâm gia, hơi sữa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 02 Lâm gia hơi sữa có lâm sam kế hoạch có thể nói đều bị làm rối loạn hết thảy đều còn muốn từ đầu nói lên đúng vậy cổ thân thể này nguyên chủ cũng không phải là nàng lâm sam khi còn sống là hoa quốc năm gần đây thế hệ tuổi trẻ số một thực lực phái ảnh hậu kết quả bởi vì một lần diễn xuất sự cố không may tại chỗ qua đời mà đợi nàng khôi phục ý thức lúc liền phát hiện mình lại nhưng đã đổi cái thể xác đi tới một cái cùng nàng trùng tên trùng họ liền ngay cả dung mạo cũng là chính thành tương tự trên người cô gái căn cứ nữ hài tàn hồn báo mộng nàng chỉ cần có thể trợ giúp nguyên chủ hướng ra nam tiểu tam báo thù trở thành chục tỷ ảnh hậu liền có thể tùy ý sử dụng thân thể của nàng ở cái thế giới này tiếp tục sống sót có thể sống ai còn muốn chết chớ đừng nói chi là lâm sam khi chết đang đứng ở nhân sinh đỉnh cao thế là nàng quả quyết tiếp nhận rồi nữ hài ủy thác nhưng mà tiếp nhận rồi nguyên chủ toàn bộ ký ức về sau lâm sam không khỏi nhướng mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản Nguyên lai like, nguyên chủ chỗ thế giới, lại là một bộ tên là ảnh hậu tu luyện sổ tay trong tiểu thuyết tình tiết mà Lý Minh Vũ vừa vặn liền là tiểu thuyết nữ chính, bị tác giả rêu rao là tâm cơ lưu không làm bộ nữ chính, mà nguyên chủ chỉ là cái bối cảnh bên trong pháo hôi thôi. Bị Lý Minh Vũ đoạt hết thảy về sau xảy ra tai nạn xe cộ không may qua đời. Chân chính tiếp thủ nguyên chủ thân thể, Lâm Sa mới khắc sâu ý thức được Lý Minh Vũ đến tột cùng là mặt hàng gì liền cái này cũng xứng làm ảnh hậu. a à, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. mắt thấy lâm sam muốn đi bên trên chân đạp ra nam quyền đã tiểu tam con đường, không nghĩ tới lão cha một thông điện thoại làm rối loạn toàn bộ của nàng an bài. nhà giàu nhất, quốc gia nhà giàu nhất. lâm sam nuốt ngụm nước bọt, từ trên điện thoại di động lục soát bây giờ hoa quốc nhà giàu nhất là ai? lâm hằng nghiêm, dưới gối có tam tử tiểu nhi tử tên là Lâm Thọ Vũ. Lâm Thọ Vũ. Lâm Thủ Dụ. Coi như lại thế nào không tin, Lâm Sam lúc này cũng không thể không thừa nhận, cha của mình, Hoa Quốc rất có bài diện trung kiên đạo diễn, lão cha chính là đại danh đỉnh đỉnh nhà giàu nhất Lâm Hằng Nghiêm. Vậy cái này còn đấu cái gì? Gặp lại cha Nam, gặp lại Tiểu Tam. Nàng cái này liền chuẩn bị tiếp nhận di sản, đảm nhiệm giám đốc, lên làm CEO, cưới cao phú soái đi đến nhân sinh đỉnh cao. Đang lúc Lâm Sam đã kế hoạch xong mình hào quang tương lai, tưởng tượng lấy một đống nhân dân tệ cho nàng sinh vô số nhỏ nhân dân tệ lúc, nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Vân vân, gia gia của nàng di chúc bên trên, sẽ có nàng cái này trong một năm không lên một mặt ngóc ngách cháu gái vị trí A. Gia gia bệnh nặng đối với bất kỳ người nào tới nói đều là phi thường nghiêm túc sự tình, cho nên Lâm Sam hướng phụ đạo viên xin phép nghỉ về sau, tiện lợi tắt thu dọn đồ đặt đi máy bay tiến về kinh thị. Chuyến bay an bài đều là kinh thị bên kia trợ lý sớm an bài tốt, là mổ gia nổi danh công ty hàng không khoan hạng nhất, một đường vô sự. Chẳng qua tại đến kinh thị sân bay lúc, rốt cục phát sinh một kiện làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Sân bay đối với hội viên cao cấp cùng khoan thương gia trở lên hộ khách có chuyên dụng kiểm an thông đạo, tư mật rất tốt, người ít thông qua tốc độ nhanh, cho nên càng thêm lộ ra trong đại sảnh tầm 10 tên áo đen nam khí thế lạnh lùng. Lâm Sam không cấm bước. Đám nam nhân áo đen cũng đồng loạt quay đầu tới canh chừng lấy nàng. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. Cái này không khí ngột ngạt tại một người mặc đồ tây đen nam nhân xếp hàng chúng tiến lên lúc rốt cục đạt được làm dịu. Lâm tiểu thư. Hắn tức giọng nói, tiếp lấy liền chào đón, cười nói, ta vốn cho là ảnh chụp đã nhìn rất đẹp, không nghĩ tới bản nhân dĩ nhiên đối chiếu phiến còn dễ nhìn hơn nhiều lắm, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy lúc ta đều nhìn ngay người. Lâm Sam dò xét hắn hai mắt, nhận ra khuôn mặt này có chút hiền lành trung niên nhân, liền sự tình đầu tiên nói trước tới đón nàng người. Đối với dạng này thổi phòng Lâm Sam đã tập mãi thành thói quen, thế là nàng thuận miệng nói. Là a, à, ta có khi soi gương cũng sẽ nhìn ngốc. Nhưng mà Lưu Dương lại là sững sờ. Lúc này chẳng lẽ không nên khiêm tốn a, à, một ngụm đáp ứng mà tính chuyện gì xảy ra. Người trong cuộc như thế có tự mình hiểu lấy, ngược lại để hắn tiếp xuống cầu vòng cái rắm nói thế nào. Lâm Sam ánh mắt chuyển hướng kia 10 cái áo đen nam. Bọn họ là Lưu Dương lập tức kịp phản ứng, nói tiếp. Bọn họ là lão tiên sinh phái tới đón ngài. Nói đến đây, tên trung niên nhân này nụ cười càng thêm nịnh nọt, có phần mang lấy lòng tính chất nói lão tiên sinh đối với ngài thế nhưng là coi trọng rất a. À. Nghe vậy, Lâm Sam lại liên tưởng đến một cái cố sự, đó chính là Lâm Đại Ngọc Tiến Cổ Phủ. Thật là nói, Lâm Gia bây giờ phô trương xác thực rất có điểm giả mẫu hương vị. Tuy nói nhà giàu nhất con cái xác thực cần tại an toàn bên trên gia tăng chú ý, nhưng mà trước đó 20 năm, nàng nhưng từ chưa nhận qua loại này quy mô bảo hộ. Nói cách khác, có thể để cho thân phận ẩn nấp đến liền bọn cướp đều không chút nào từng nghe nói, nếu không có lão gia tự chính miệng con dấu, liền ngay cả Lâm Sam chính mình cũng muốn hoài nghi mình thân phận chân thực tính. Chẳng qua ngài cũng không cần lo lắng. Lưu Dương Ân cần tự mình tiếp nhận hành lý của nàng, lại vì nàng giải thích nói, lão tiên sinh đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, cho nên cũng không cần ngài lo lắng quá mức. Cảm ơn, vậy ta an tâm. Lâm Sam trong lòng như có điều suy nghĩ trên mặt lại là mỉm cười nói. Thế là, tại 10 tên bảo tiêu hộ vệ dưới, Lâm Sam ngồi lên rồi một cổ điệu thấp màu đen xe con, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm. Lâm gia tọa lạc ở kinh thị nổi danh khu nhà giàu, xe con an tỉnh hành sử giữa khu rừng trên đường lớn, mảnh này khu biệt thự chung quanh bị hơn 500 mẫu rừng nguyên sinh vây quanh, lại là lâm hồ thiết kế, lân cận cơ tràn cao tốc, 10 phút đồng hồ liền có thể chạy suốt trung tâm thành phố tại tất đất tất vàng kinh thị mảnh này khu biệt thự có thể nói là dùng vàng xếp thành lái xe dừng xe ở ga ra tầng ngầm lâm sam cùng lưu dương tự hành tiến về chủ trạch mở cửa chính là một cái hòa ái lão thái thái vừa nhìn thấy lưu dương nàng hiểu ý nhìn về phía lâm sam sau đó liền nở nụ cười trong ngôn ngữ tràn đầy yêu thích vị này nhất định chính là đại tiểu thư vẫn là trương mụ ánh mắt chuẩn lưu dương cười tủm tỉm nói ta đem lâm tiểu thư đưa về nhà a, à, vậy ta liền đi về trước rồi. Đi đem đi thôi. Trương mụ chỉ là vui mừng nhìn xem lâm sam, không chỗ ở nói nói, quy hạt ngày hôm nay cũng đến, đại tiểu thư ngày hôm nay cũng trở về nhà, lão tiên sinh biết rồi nhất định cao hứng. Trương mụ mình có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng mà nghe được nàng trong lời nói nâng lên cái nào đó danh tự, lâm sam lại nhịn không được lập lại. Quy hạt để ấn chứng trong lòng mình cái nào đó suy đoán nàng đặc biệt hỏi nói là ta đường huynh a à? không phải dịp quy hạt là lão tiên sinh thích nhất học sinh đang chuẩn bị rời đi lưu dương nghe vậy chen miệng nói đúng a à, dịp tiên sinh thế nhưng là nước mỹ sơ tan phóc học sinh giỏi tốt nghiệp tập đoàn chúng ta nổi danh thanh niên tài tuấn gần nhất đặc biệt lửa cái kia trò chơi cuối cùng dáng lâm ngươi chơi qua sao? lâm sam vô ý thức lắc đầu Lưu Dương vỗ đùi, lắc đầu liên tục. Vậy quá đáng tiếc, đây chính là dịp tiên sinh đoàn đội chủ trì thiết kế, hắn danh nghĩa công ty đã đưa ra thị trường, lập nghiệp sự nói đến quả thực là truyền kỳ, Lưu Dương nói phân nửa, Lâm Sam lại bởi vì nội tâm suy đoán bị xác minh mà khiếp sợ không thôi. Lâm Sam đương nhiên khiếp sợ. Bởi vì cái này dịp quy hạt, chính là nguyên tắc trong tiểu thuyết trùng phản diện, tuy là hoa quốc nhà giàu nhất lại trong sách các loại chính diện khía cạnh miêu tả hắn soái khí, nhưng mà một thân trong ngoài không đồng nhất, tâm lý vạn vẹo tới cực điểm. Đối với Lý Minh Vũ cường thủ hào đoạt, các loại phá hư nam nữ chủ tình cảm, thậm chí kém chút chơi chết gia nguyên. Chẳng qua cuối cùng vẫn là ra phủ đỉnh nhân vật chính quan Hoàng Lý Minh Vũ liên hợp tập đoàn bên trong phản đối với nhân vật cho hại chết. Kết quả hiện tại dịp quy hạt lại là nàng học sinh của Gia Gia cho nàng ấn tượng đầu tiên liền xưng là nhìn thoáng qua cũng không đủ, kết quả hiện tại biết đối phương tương lai sẽ trở thành một tâm lý vạn vẹo nhân vật phản diện, làm thật là khiến người ta sinh lòng ưu tư. Nói đến Lâm Hằng Nghiêm cùng Lâm Thọ Vũ hai cha con này cũng thật sự là ngưu bức, riêng phần mình học sinh một cái là biến thái nhân vật phản diện một người là người cha nam chủ, mà lại nhìn ra học sinh cuối cùng đều khi sư diệt tổ, không thể không khiến người hoài nghi cái này toàn gia giờ học trình độ. Diệp tiên sinh, ngày tới rồi. Lưu Dương Thanh âm gọi trở về suy nghĩ của nàng. Nàng dương mắt nhìn lên, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đập vào mi mắt thanh niên tóc đen đại khái 23-24 niên kỷ, lông mi anh Tuấn, dung mạo 10 phần Tuấn Tú. Cho dù là thường thấy trong vòng giải trí lưu lượng tiểu thịt tươi, tại nhìn thấy người thanh niên này lúc, Lâm Sam ánh mắt cũng không nhịn được dừng lại hai giây. Bởi vì, so với xuất sắc dung mạo, là đặc biệt nhất chính là khí chất của hắn, kia là chỉ có tri thức cùng giáo dưỡng mới có thể lắng động ra đặc biệt vận vị, trầm tĩnh thanh nhã hơi có vẻ lãnh đạm, khiến cho lòng người sinh ngưỡng mộ đồng thời lại không dám thân cận. Nguyên tắc bên trong tâm lý vạn vẹo biến thái, thì ra là như vậy một khí chất xuất chúng thanh niên A. Lần đầu gặp gỡ, Diệp Quy Hạc chủ động vương tay, Diệp Quy Hạc. Kính đã lâu. Lâm Sam đáp lại mỉm cười. Đón lấy, Diệp Quy Hạc hướng trương mụ nói ra trương mụ ngươi an bài một chút lâm tiểu thư hành lý dừng chân được rồi trương mụ cười híp mắt nói tiếp lấy dịp quy hạt quay đầu nói với nàng vậy kính xin ngài đi theo ta hở lão tiên sinh muốn gặp ngươi nhanh như vậy nàng thốt ra nhưng là ta vừa tới hiện tại liền đi có thể sẽ rất thất lễ không sao dịp quy hạt nói nói lão tiên sinh cũng không chú ý những chi tiết này. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Lâm Sam chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, nàng cũng không có quá nhiều cơ hội lựa chọn. Nàng thở sâu, một hồi gặp mặt, liền cơ hồ có thể quyết định nàng về sau vận mệnh trọng đầu hí. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hy vọng mọi người thích. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Gia Gia hơi sữa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 3 Gia Gia hơi sữa, cửa phòng bị gõ. Lâm Sam mở cửa, chỉ thấy Diệp Quy Hạc đứng ở ngoài cửa. Ngươi còn có phải chuẩn bị sự tình A à, nên đi gặp Lâm Lão Tiên Sinh? Được. Lâm Sam gật đầu. Gặp nàng thần sắc bình tĩnh tự nhiên, Diệp Quy Hạc trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn hiểu qua Lâm Sam gia thế bối cảnh, Mẫu thân của nàng mất sớm, phụ thân tuy nói là cái hơi có danh tiếng đạo diễn, nhưng cũng không gọi được đại phú đại quý, không nghĩ tới bây giờ bỗng nhiên có thêm một cái nhà giàu nhất ông nội, nàng cũng không có chút nào e sợ sắc. Như thế để hắn cao nhìn thoáng qua. Lâm Hằng nghiêm phòng ngủ tại Lâm gia tầng cao nhất, cùng việc nói là phòng ngủ, chẳng bằng nói là tư nhân trại an dưỡng, toàn bộ Lâm gia 3 tầng 4 tầng đều đã bị đã thông, cải tạo vì một cái áp súc hình tư nhân bệnh viện cũng chính là như vậy tư nhân đặt trước chế đại thủ bút mới có thể để cho một cái bệnh nặng gần như qua đời lão nhân có can đảm ở tại nhà mình đi. Diệp Quy Hạc đối với nơi này rất quen, hắn đầu tiên là cùng Lâm lão gia tử y sĩ trưởng đơn giản tìm hiểu một chút lão gia tử tình hình gần đây, sau đó liền dẫn Lâm Sam bước nhanh đi hướng Lâm lão gia tử phòng ngủ. Cốc cốc cốc. Có y tá mở cửa, nhưng Diệp Quy Hạc nhưng không có đi theo nàng đi vào chung mà là biểu thị lão gia tử chỉ muốn gặp nàng, mình không tiện đi vào. Nhà giàu nhất phòng ngủ cho dù là cải tạo thành trại an dưỡng, cái kia cũng không thể nào là bệnh viện phòng bệnh. Trên thực tế, cả phòng không giống với biệt thự kiểu dáng châu Âu, chỉnh thể hiện lên Trung Quốc phong, nhưng khác biệt phong cách hạ là giống nhau xa hoa, trên sàn nhà lát thành tơ vàng gỗ tết sàn nhà xem xét liền có giá trị không nhỏ, nếu là không có góc tường bày ra chữa bệnh khí giới, này lại là cái phi thường kinh điển Trung Quốc phong trang trí thiết kế. So xa hoa phòng bệnh càng thêm hấp dẫn người chính là trên giường lão nhân. Hắn tồn tại cảm giác mạnh đến toàn bộ xa hoa gian phòng đều chỉ là bối cảnh của hắn tấm. Lão nhân tóc mai điểm bạc, ngũ quan hình dáng tươi sáng, cứ việc năm tháng tại khuôn mặt của hắn bên trên lưu lại vết tích, nhưng không có ảnh hưởng kia không giận tự uy khí thế. Hắn xuyên rộng rãi màu xám tay áo dài, trạng thái tinh thần nhìn không sai, nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng sắc bén như chim ưng. Không giống như là nhìn 20 năm qua lần thứ nhất gặp tiểu tôn nữ, cũng là đang đánh giá một cái đối thủ. Chỉ là Lâm Sam nếu là liền điểm ấy tràn diện đều ứng phó không được, nàng cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Lâm Sam nhìn xem uy nghiêm lão nhân, khéo léo nói ra. Gia Gia chào buổi tối. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngồi ở Lâm Hằng Nghiêm bên cạnh nữ hài, đại khái cũng là chừng 20, xuyên màu trắng váy mỏng, dung mạo không sai, coi là thanh tú gia nhân. Đến thời điểm, Diệp Quy Hạc cũng không có cho nàng nói, Lâm Hằng Nghiêm trong phòng bệnh còn có một người khác. Gặp Lâm Sam nhìn về phía nàng, nữ hài nhẹ nói. Ta gọi Lâm Duyệt, đường tỷ tốt. Lâm Sam liền cũng hướng nàng mỉm cười. Ngươi tốt, ta là Lâm Sam. Hai nữ hài vấn an lúc, Lâm Hằng Nghiêm chỉ ở trên giường bệnh lặng lặng mà nhìn xem hắn nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều cháu gái, tại đêm nay trước đó, bọn họ giao lưu chỉ giới hạn ở xã giao phần mềm ăn tết lúc chút tết. tại hắn thời điểm không biết, cái kia mềm mại tiểu đoàn tử đã trổ mã vì một cái mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu cô nương. trong lòng của hắn suy nghĩ phức tạp, biểu hiện ra liền thật lâu trầm mặt. mà tại cái này dài dằng dặc trong trầm mặt, lâm sam chỉ là ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn, trên mặt không có chút nào bất an lo sợ nghi hoặc cũng không thấy một chút bực bội. Lâm Duyệt không khỏi hiếu kỳ lại bội phục mà nhìn xem nàng, nghĩ thầm mình chỉ là nhiều cùng gia gia đợi một hồi, liền một ngày bằng một năm, không khí bây giờ liền ngay cả nàng cũng tâm như hến, đường tỉ lại nhìn qua rất bình tĩnh. Cũng không đúng. Nói không chừng là sợ ngây người đâu. Hắn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, một lát sau, vừa mới trầm giọng nói. Ngươi gọi ta là Gia Gia. Lâm Hằng nghiêm thanh âm không lớn, nhưng lâu dài tích vi dưới, câu hỏi của hắn khó tránh khỏi mang theo chút chất vấn khí thế. Lâm Sam giống như cẩn thận mà thử dò xét nói. Kia! Lâm tiên sinh! Lâm Hằng nghiêm lại bật cười một tiếng. Tiểu hài tử cũng đừng có loay hoay nhiều như vậy tâm cơ. Đổi lại những người khác, nghe Lâm Hằng nghiêm dạng này tựa hồ chán ghét, chỉ sợ sớm đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà nghe hắn, Lâm Sam không nói lời nào, chỉ là cười. Lâm Hằng nghiêm nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Ta cười da da kỳ thật không có biểu hiện được như vậy hung nha. Ân. Ừ. Nếu như da da không thích ta, làm sao lại đối với ta tốt như vậy? Tốt. Lâm Hằng nghiêm lạnh lùng nói, ta lần thứ nhất gặp ngươi, tốt từ đâu đến? Nếu là Gia Gia không thích ta, về sau không nhận ta chính là, nơi nào lại sẽ chụp nhiều như vậy bảo tiêu tiếp ta? Lâm Sam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cũng là chút tiểu thông minh. Lâm Hằng nghiêm trách mắng. Nghe vậy, Lâm Sam ngược lại là thu nụ cười, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nhưng mà Lâm Hằng nghiêm lại rõ ràng, nha đầu này căn bản không sợ hắn. Cổ linh tinh quái, gian lớn dám nói. Là hắn lão Lâm nhà loại. Nhìn thấy Gia Gia về sau, Lâm Sam kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng, Thái thượng hoàng đã 800 dặm khẩn cấp gọi Tam hoàng thúc hồi kinh, kia hơn phân nửa là bệnh muốn chết, không nghĩ tới gặp mặt mới phát hiện, Thái thượng hoàng không chỉ có không có chết, ngược lại còn nhảy nhót tưng bừng. Có thế có thừa lực cùng cháu gái đấu võ mồm, vấn đề đoán chừng thật không lớn. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng hơi vểnh. Lâm Hằng Nghiêm đương nhiên sẽ không bỏ qua điểm ấy chi tiết nhỏ, hỏi: "Ngươi lại cười cái gì?" Ta nói Gia Gia không thể hôn ta. Ngươi nói đi. Lâm Hằng nghiêm đối với nàng từ chối cho ý kiến. Ta cười là bởi vì vui vẻ, Gia Gia có thể nói với ta những lời này, nói rõ Gia Gia tâm tình tốt. Gia Gia tâm tình tốt, ta liền tâm tình tốt. Nơi này tâm tình tốt nhưng thật ra là thân thể khỏe mạnh ý tứ, dù sao nếu là bệnh tật ai còn có thế tâm tình tốt. Miệng lưỡi trơn tru, cùng cha ngươi một cái dạng. Lâm Hằng nghiêm trách mắng lâm sam ủy khuất nói ngươi nhìn ta rõ ràng đều nói ta nếu là nói thật ngươi không thể hung ta lão gia tử không khỏi trừng mắt cái này tình cảm còn cùng hắn oán trách nhưng chọc tức lấy chọc tức lấy lâm hằng nghiêm lại nhịn không được cười lên mình thật sự là càng sống vượt trở về cùng một tên tiểu bối chăm chỉ nhưng nhớ tới đã từng mình cũng là như thế này cùng người nào đó đấu võ mồm lại là nhất thời im lặng lão gia tử nụ cười này trầm xuống mặt Lâm Sam trong lòng biết cái này lần gặp gỡ đã thành công một nửa. Nàng kiếp trước có thế một mực chiếm lấy đệ nhất ảnh hậu vị trí, đồng thời làm sao làm đều ném không xong, không chỉ có riêng là bằng vào khuôn mặt. Lúc đương thời cái tỉ muội gã vào con cháu nhà giàu hãm sâu vu bà con dâu vấn đề, rơi vào đường cùng hướng Lâm Sam xin giúp đỡ, mà tại Lâm Sam xuất thủ về sau, không đến một tháng, nàng cái đó khắc bạc bà bà liền thẳng ôm nàng tỉ muội hô tim gan cho nên muốn phải dỗ dành lão gia tử vui vẻ, chân tình không tính việc khó. Nếu là biết cha nàng nơi đó đến cùng cùng lão gia tử vấn đề gì liền tốt, Lâm Sam nghĩ có chút tiếc nuối đến, bằng không thì nói không cho nàng liền để tiện nghi lão cha làm tới thái tử, mình cũng hỗn cái hoàng thái tôn đương đương. Lâm Hằng nghiêm trầm mặt một hồi, mở miệng nói. Cha ngươi đâu? Không cùng ngươi cùng đi. Lâm Sam lập tức ưu sầu nói cha ta cũng là lòng chỉ muốn về a à, nhưng mà đoàn làm phim bên kia thực sự không thể rời đi hắn nhanh nhất vé máy bay cũng muốn hai ngày sau hắn lo lắng ngài liền để ta tới trước nhìn ngài được ở trước mặt ta cũng đừng loay hoay ngươi những tiểu thông đó sáng tỏ lâm hằng nghiêm cười nhạo nói ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử thúi kia đang làm cái gì lâm sam ngượng ngùng cười một tiếng ngậm miệng không nói tại lâm hằng nghiêm dạng này đại lão trước mặt một mực khoe khoang thông minh cũng không thể làm, không làm người chán ghét hợp thời bán xuẩn, có khi ngược lại có hiệu quả. Quả nhiên, lúc này Lâm Hằng nghiêm ánh mắt nhìn nàng đã nhu hòa rất nhiều, cuối cùng giống như là gia gia nhìn cháu gái. Một phen đối thoại xuống tới, thẳng thấy một bên Lâm Duyệt trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai gia gia còn có thể cùng người nói như vậy. Đây là thần tiên tỷ tỷ A. Bình thường nàng cùng gia gia không nói được mấy câu liền nhìn nhau không nói gì, chỉ kém nước mắt nàng đi, ngày hôm nay bị với lên đến bồi giường nàng nguyên vốn cũng là mọi loại không tình nguyện, tại trước mặt lão nhân lại không dám chơi điện thoại. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn là chịu nhục, tham sống sợ chết. Chẳng qua tại kính để đồng thời, nàng lại có chút cực kỳ hâm mộ, người đường tỷ này theo nàng biết cơ hồ không cùng gia gia gặp mặt qua, bây giờ lại có thế trò chuyện dạng này thân mật. Mà mình từ nhỏ tại gia gia bên người lớn lên, nhìn thấy hắn nhưng vẫn là giống chuột thấy mèo. Có thế nàng cũng chỉ dám trong lòng ghen tị, hành động bên trên vẫn không dám tham dự, cho nên chỉ có thể đóng vai ách ba pho tượng, bảo trì mỉm cười dự thính. Gia Gia cho yêu cầu là của nàng vừa vặn cùng đường tỷ quen biết, nếu là nghe lọt câu nói kia về sau trả lời không được, sau đó chắc là phải bị mắng. Bầu không khí hòa hoãn, hai người nói chuyện liền cũng không cần đánh những cái kia lời nói sắc bén, Lâm Hằng nghiêm ngược lại đã hỏi tới nàng gần nhất sinh hoạt. Tổ tôn đã lâu không gặp, hàng huyên những này cũng là chuyện đương nhiên. Cuộc sống đại học Chính là học môn chuyên ngành, tốt nghiệp lúc tận lực cùng tốt một chút công ty ký kết, lại học tập một chút sinh hoạt kỹ năng đi. Lâm Sam đã hồi lâu chưa từng có cuộc sống đại học, bây giờ nói lên đến tự nhiên cũng là mập mờ được nhiều, chỉ từ trong tin tức nhặt được mấy đầu tới nói. Lâm Sam cười nói năm ngoái mới thi xuống tới bằng lái, lúc đầu nhìn tin tức còn tưởng rằng thi bằng lái sẽ đặc biệt khó, chẳng qua cầm tới về sau đã cảm thấy kỳ thật cũng không có khó như vậy. Nghĩ tự mình lái xe. Ừm. Cũng không phải không được, trước làm chiếc tiện nghi xe luyện tay một chút đi. Lâm Hằng nghiêm liếc mắt nhìn nàng, người trẻ tuổi tâm tình nóng nảy, mở quá tốt xe chỉ biết gây họa. Lâm Sam tự nhiên theo hắn lại nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy Lâm Hằng Nghiêm có lẽ sẽ đối với xe tương quan chủ đề cảm thấy hứng thú, liền làm ra thỉnh giáo biểu lộ. Bất quá ta đối với xe không có gì giải, trên mạng tra xét nửa ngày, vẫn là rất do dự nên mua cái nào, gia gia ngươi có đề nghị a. À. Nói ví dụ Ferrari. Lâm Hằng Nghiêm thuận miệng nói, tiểu cô nương cũng không cần mở quá cốt xe, màu đỏ thật đẹp, cũng lấy các ngươi thích. Gia gia ngươi là thật lòng a. À. Lâm Sam cảm thấy đại lão khả năng đối với Tiện Nghi cái từ này có cái gì hiểu lầm. Vì xác nhận không phải mình hiểu lầm, nàng hỏi: Ferrari trong nước giá thấp nhất hẳn là hơn 2 triệu. Hẳn là 290 vạn tả hữu đi, ta nhớ được duyệt duyệt mua một cổ. Lâm Hằng nghiêm nhìn về phía Lâm Duyệt. Lâm Duyệt một cái giật mình. A à phải. Chẳng qua cái kia cũng bỏ ra ta mấy tháng tiền tiêu vặt. Nàng sẹp sẹp miệng các ngươi cũng không cho ta mua lâm sam chỉ có thể không phản bác được nhìn nàng biểu lộ vi diệu lâm hằng nghiêm ngược lại ý thức được cái gì ba triệu rất đắt a à. ba triệu không đắt a à. lâm sam rất nhớ này a à hỏi nhưng là nàng nhịn được thật xin lỗi ta cũng không phối cùng đại lão cùng đài thi đấu thậm chí ngay cả ba triệu đều ra không được sao lâm hằng nghiêm nhíu mày ngươi nguyên bản dự toán nhiều ít lâm sam do dự một chút lặng lẽ cho nguyên bản số lượng tăng thêm một chút một triệu trong vòng đại khái mới một triệu lâm duyệt rốt cuộc tìm được phát huy đường sống nàng ngược lại không giống như là lâm hằng nghiêm bởi vì mấy chục năm thân cư cao vị đã tạo thành tư duy theo quán tính nàng tạm thời cũng coi là biết ba triệu đối với tại bình thường người mà nói cũng không phải là cái số lượng nhỏ nàng sở dĩ cố ý biểu hiện ra kinh ngạc chỉ là bởi vì trong lòng nho nhỏ không phục. Tại Lâm Sam tiến trước khi đến, nàng đối với Lâm Sam là cổ có tâm lý ưu thế, ở trong mắt nàng, Lâm Sam tựa như là cái nông thôn nghèo thân thích, so với nàng kém xa. Nhưng mà Lâm Sam sau khi xuất hiện, bất kể là bề ngoài, vẫn là e quy, đều dễ dàng vượt qua nàng. Bởi vì trong lòng cô bé nho nhỏ phân cao thấp, nàng không tự chủ được, nửa mang khoe khoang nói. Ta năm ngoái hay dùng tiền tiêu vặt mua Ferrari. Lâm Sam nhìn ra Lâm Duyệt tâm tư, ngược lại không cùng nàng so đo. Không có cách, cha ta liền cho ta nhiều như vậy. Lão gia tử xem ra là thật sự tức giận, đối với đứa con trai này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền nhất định phải đi làm cái gì đạo diễn, phóng đãng nhiều năm như vậy, cho nữ nhi liền cái Ferrari cũng mua không nổi. Nghe hắn ý tứ, không biết là thật sự không hiểu giá hàng, vẫn là trêu tức nàng cha không vâng lời. Lâm Duyệt cũng có thể ngầm trộn nghe ra ý của Gia Gia, nhớ tới đối với mình phụng như hòn ngọc quý trên tay ba ba, trong lòng cuối cùng tìm về ưu thế, nhìn Lâm Sam cũng thuận mắt nhiều. Nhưng mà làm cho nàng không tưởng tượng được là Gia Gia lời kế tiếp. Lão Gia tử thở sâu, ngươi thích gì dạng? Thật đẹp. Thực dụng. Vẫn có thích bản hiệu. Không đợi Lâm Sam trả lời, Lâm Hằng nghiêm liền quả quyết vung tay lên. Được rồi, hiện tại đoán chừng ngươi cũng không nói lên được. Ta nhớ được ta kia vừa mua chiếc Lamborghini, vốn là muốn đưa người, trước hết cho ngươi đi. Các loại trở về ngươi đem ngươi thích nhãn hiệu xe hình đều phát cho tiểu lý, hắn sẽ cấp cho ngươi tốt. Tác phẩm lớn này khiến Lâm Sam trợn mắt hốc mồm. Tiếp lấy liền gặp Lâm Duyệt kêu lên kháng nghị. Gia Gia, ngươi không phải đáp ứng tốt cái kia Lamborghini là đưa cho ta sao? Lâm Sam thế mới biết, Nguyên Lai like cái này Lamborghini vốn là muốn cho Lâm Duyệt. Tỷ tỷ ngươi thụ khổ nhiều như vậy, làm cho nàng một chiếc xe thế nào? Bình thường đưa ngươi nhiều như vậy. Lâm Hằng nghiêm trầm giọng nói, muốn gọi cha ngươi mua cho ngươi đi. Nhưng là Lâm Duyệt không dám phản bác, trước mắt lại bịt kín một tầng sương mù. Ba ba của nàng mua cho nàng nhiều thứ đi, dạng này xe nàng còn nhiều, rất nhiều, nàng hiếm lạ cái này a. À. Chỉ là Lâm Sam vừa mới biểu hiện làm cho nàng cảm thấy cảm giác nguy cơ, nàng muốn từ Lâm Sam trong tay cướp được cái này, chứng minh Gia Gia vẫn là nhất thích nàng. Lâm Duyệt kìm nén nước mắt, vành mắt ửng đỏ, đã là ủy khuất vô cùng. Lâm Sam cũng nói, kỳ thật ta bình thường cũng không dùng được tốt như vậy xe, không có việc gì, sẽ đưa cho muội muội đi. Nàng có ba nàng, không cần phải để ý đến. Lâm Hằng Nghiêm cũng không chỉ là bởi vì Lâm Sam lão cha không đáng tin cậy mới có thể đền bù, càng là vì cho Lâm Sam lập uy. Hắn đối với Lâm Duyệt, cùng nàng đại biểu rất nhiều người, có thể hiểu rõ vô cùng. Lâm Duyệt có lẽ cũng là bởi vì ẩn ẩn phát giác được cái này, mới có thể càng thêm khó mà chịu đựng. Hết lần này tới lần khác làm xong lần này thao tác về sau, lão gia tử vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trầm giọng nói. Cha ngươi bình thường quản ngươi a. À hồi tưởng lại lão cha đại giang nam bắt bay loạn trạng thái làm việc, Lâm Sam chần chờ một giây, vì chắc bên trên thường xuyên nói đa hát nhiệt thủy nên tính là đối nàng quan tâm A. À. Nhưng lão gia tử lại bởi vậy càng tức. Vậy hắn mỗi tháng cho ngươi nhiều ít tiền sinh hoạt. Ngài khẳng định là chướng mắt điểm ấy số lượng nhỏ. Nàng ý đồ cứu vãn lão cha hình tượng. Nhiều ít. 80 ngàn. Lão gia tử nghiêm nghị nói. Hỗn trướng hắn đau lòng nói ra ta đem cháu gái giao cho hắn hắn chính là như vậy nuôi mụ mụ ngươi sớm liền đi hắn lại còn dạng này hà khắc đối với ngươi nhìn xem nhà khác cô nương nhìn xem duyệt duyệt cái nào không phải một thân hàng hiệu mỗi ngày qua thật vui vẻ liền hắn không đem mình khuê nữ làm bảo bối lão gia tử lại nhìn về phía nàng lúc ánh mắt đã là hết sức phức tạp những năm này khổ ngươi Lâm Sam ý đồ uống nắng lão nhân gia tiền tài xem. Không, kỳ thật ta cảm thấy, ta sinh hoạt không có ngài tưởng tượng như vậy gian khổ. 20 năm không gặp được thân nhân, cha mẹ lại không ở bên người, cuối cùng liền một chút vật chất đền bù đều không có. Lâm Hằng nghiêm dừng một chút, từ giường của mình đầu trong tủ lấy ra một cái nhỏ hộp quà, đưa cho nàng. Cầm. Đây là. Ta phó tạp, vì tính hạng mức không có hạng mức cao nhất. Lâm Hằng nghiêm thấp giọng nói, nhiều năm như vậy khổ ngươi, cầm mua cho mình điểm vật nhỏ đi. Không không không, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nói nàng liền muốn còn cho Lâm Hằng nghiêm. Không muốn trả lại cho ta. Lão gia tử phẫn nộ nói nói, không hao phí 10 triệu, cũng đừng có lại đến gặp ta. Tâm lý tố chất mạnh như Lâm Sam, lúc này cũng không nhịn được vì đó tháng phục. Chỉ có hai chữ có thể biểu đạt tâm tình của nàng ngưu bức, mà nhìn ở một bên Lâm Duyệt trong mắt liền đáng hận. Nàng thật vất vả mới khiến cho gia gia đưa mình lễ vật, kết quả là như thế bị tùy tiện đoạt đi. Còn có gia gia thích, nàng cũng tùy tiện đạt được. Mà nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì nàng trước kia không có cùng một chỗ sinh hoạt. Gia gia còn nói muốn nàng đối với tỷ tỷ tốt một chút. Nàng mới không muốn. Lâm Duyệt chịu đựng nước mắt, tức giận nghĩ đến. Nàng chán ghét Lâm Sam cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cho mọi người dập đầu tạ tội. Đã quên định thời gian dựa vào. Phanh phanh phanh. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Diễn viên tư chất hơi sữa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 04 Diễn viên tư chất hơi sữa ớt tại dùng mình cứng rắn hạt nhân phương thức biểu đạt đối với cháu gái đền bù tâm ý, cũng đem con trai hung hăng của trách một trận về sau, Lâm Hằng nghiêm thay đổi họng súng, ngược lại bắt đầu phê bình nàng. Ngươi cùng ba ba của ngươi rất giống. Mặc kệ là dài vẫn là tính tình, liền ngay cả kia bày không lộ ra yêu thích. Hừ. Nhất lên Lâm thủ dụ nghề nghiệp lúc, lão gia tử không che giấu chút nào biểu hiện ra hắn căm ghét. Kỳ thật mục tiêu của ta là trở thành cực lớn phong phú nhân dân đời sống tinh thần nhân dân nghệ thuật gia. Mắt thấy lão gia tử lông mày vượt chọn càng cao, Lâm Sam đành phải ngậm miệng, không dám tiếp tục bừng. Người trẻ tuổi có yêu dễ dàng, nhưng là muốn phân rõ cái gì là chủ thứ. Lâm Hằng nghiêm tự hồ có ý riêng, hắn dừng một chút, ngươi về nhà liền coi như là nhận tổ quy tông, trước kia những chuyện kia đều phải xử lý tốt. Rõ ràng về sau ngươi sự tình ta sẽ trăng dặn quy hạt, ngươi có không hiểu sự tình hỏi hắn chính là lâm sam ngoan ngoãn gật đầu, lão gia tử lại trầm mặt một hồi lâu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ bầu không khí một lần hết sức khó xử, rốt cục lão gia tử có chút thẹn quá thành giận trách mắng, ngươi cũng không biết quan tâm một chút trưởng bối a, à. lâm sam nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức cam đoan, ta nhất định mỗi ngày ba lần đến ngài chỗ này đánh tạp chỉ cần ngài không chê ta phiền là tốt rồi. Một ngày ba lần. Ngươi không chê phiền ta còn chê ngươi phiền. Chẳng qua tự hồ là đạt được hài lòng đáp án, Gia Gia vẫn là hầm hừ nói. Được rồi, đừng ở chỗ này chướng mắt, sau khi đi ra ngoài gọi quy hạch tiến đến, ta có lời cùng hắn nói. Lâm Sam đáp ứng, trong lòng nhưng có điểm hiếm lạ, tình cảm thái thượng hoàng còn có cái ngạo kiều nhân vật giả thiết. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi a. À. Gia Gia ngủ ngon. Nàng cười tủm tỉm nói. Đi thôi. Nhìn chăm chú lên cô gái trẻ tuổi mà bóng lưng, chỉ có vào lúc này, lão nhân nghiêm khắc bàn mới cuối cùng có chỗ mềm hóa, toát ra một chút mềm mại biểu lộ. Một bên Lâm Duyệt đã không tự chủ được dùng mu bàn tay lau nước mắt. Cái này vừa khóc làm cho nàng cảm thấy mình sau cùng tôn nghiêm cũng không có, nàng cảm thấy Lâm Sam giống như chính trào phúng nhìn xem nàng, Gia Gia cũng nhất định rất tức giận nhưng nàng chính là nhịn không được muốn khóc. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là nàng một mực tại gia gia bên người, cẩn thận từng ly từng tí lấy gia gia niềm vui a. À. Gặp nàng như thế, Lâm Hằng Nghiêm trong lòng thầm than một tiếng. Ngươi cũng trở về đi. Lâm Duyệt lung tung xoa xoa mặt, tông cửa xông ra. Lâm Hằng Nghiêm nhìn xem bóng lưng của nàng, mi tâm cau lại. Diệp Quy hạt quả nhiên không hề rời đi. Đón hắn ánh mắt hỏi thăm, Lâm Sam chỉ là thúc giục nói, "Mau vào đi thôi, gia gia muốn gặp ngươi." Diệp Quy Hạc rất là tò mò, lại không tiện mở miệng hỏi nàng, đành phải đè xuống nghi hoặc, tạm thời vào cửa. Lâm Sam cũng không hề rời đi, nàng tựa ở bên tường, chờ lấy Diệp Quy Hạc ra. Có chừng 20 phút, Diệp Quy Hạc rốt cục từ trong phòng ra. Rất khó miêu tả hắn giờ phút này là biểu tình gì. "Làm sao?" Lão tiên sinh ngủ. Diệp Quy Hạc dừng một chút, nói nói, ngươi không hiếu kỳ hắn nói thế nào ngươi a? À? Lâm Sam đương nhiên nói, còn có thể nói thế nào, khẳng định là không muốn lãnh đạm ta tốt cháu gái. Diệp Quy Hạc bất đắc dĩ bật cười. Lão tiên sinh thật đúng là không nhìn lầm ngươi. Nhưng là ngươi không có nói sai, hiện tại xác thực ai cũng lãnh đạm không được ngươi. Diệp Quy Hạc tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi đem như hắn Lâm thị thành viên gia tộc đồng dạng, mỗi quý từ gia tộc quỷ ủy thác lấy được chia hoa hồng. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Diệp Quy Hạc nói bổ sung. Lấy máu mũ của ngươi thân phận, mỗi quý chia hoa hồng thu nhập nên không dưới trăm vạn, đồng thời chính thức có được pháp lý bên trên quyền kế thừa. Lâm Sam hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở miệng, liền gặp Diệp Quy Hạc không nhanh không chậm nói. Nhưng đây cũng là có điều kiện. Lão tiên sinh yêu cầu chính là, ngươi nhất định phải từ bỏ diễn viên cái nghề nghiệp này. Lâm Sam biểu lộ lập tức động lại. Không nguyện ý. Cho đến lúc này, Diệp Quy Hạch giọng điệu mang theo chút kỳ quái, nghĩ đến hắn thấy, cùng lão gia tử niềm vui cùng khó có thể tưởng tượng gia sản quyền kế thừa so sánh, từ bỏ còn chưa cất bước diễn nghệ sự nghiệp cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng vấn đề. Lâm Sam lúc này cũng hiếm thấy rối rắm. Không nghĩ tới lão gia tử thế mà chán ghét như vậy diễn viên cái nghề nghiệp này. Mà lại lấy Lâm Hằng nghiêm tính cách, liền coi như bọn họ có cái không tệ mới gặp cũng không có khả năng dễ dàng như vậy dung túng nàng nói cách khác nàng muốn lấy tiền nhất định phải nghe lời nếu như không nghe lời nói không chừng không chỉ lấy không được tiền liền kia một chút xíu hảo cảm đều sẽ đánh mất hầu như không còn lâm sam rõ ràng lợi và hại có thế nàng không có cách nào cái này cùng lý tưởng bản thân giá trị thực hiện loại hình không có chút nào quan hệ nếu là làm không được nguyên chủ tâm nguyện nàng nhưng là muốn trực tiếp ở ra rắm. Cho nên vô luận như thế nào, chính là liều mạng cái này triệu tiền tiêu vặt không muốn, nàng cũng không có khả năng từ bỏ diễn viên nghề nghiệp. Minh Thanh chủ lần về sau, nàng liền lại thế nào đau lòng, cũng đã không còn quay đầu khả năng. Cho nên so với đau lòng chú định lấy không đến tay tài phú, không nếu muốn nghĩ như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất dừng tổn hại. Tâm niệm vừa động, nàng liền nảy ra ý hay, liền tươi sáng cười nói tổng có một số việc là để cho người ta khó mà từ bỏ. Nữ hài nụ cười thực sự quá mức tự nhiên tươi đẹp, hoàn toàn nhìn không ra mảy may miễn cưỡng thành phần, thế là tại bị kia phần tự nhiên nhất mỹ lệ kinh diễm đồng thời, Diệp Quy Hạc cũng vì nàng thoải mái kinh ngạc đến. Cho đến lúc này, thần sắc của hắn rốt cuộc có rõ ràng kinh ngạc. Ngươi xác định a, à, không muốn nhất thời xúc động. Tâm tình như vậy đối với Diệp Quy Hạc tới nói ngược lại là hiếm thấy, từ gặp mặt đến Tâm tình của hắn liền một mực là nhàn nhạt, giống như vào đông băng tuyết hạ mặt hồ, nhìn như bình tĩnh thanh nhã, nhưng nếu như nếm thử đụng vào lại sẽ chỉ tìm được thấu xương lạnh buốt. Mà dạng này khó gặp kinh ngạc, tựa như cùng để một bức chỉ có hai màu đen trắng tranh thủy mặc nhiều tư sống khí tức, cả người cuối cùng có chút khói lửa. Trở thành diễn viên là ta từ nhỏ đã có giấc mộng, cho nên không có cái gì thật hối hận, dù sao trước đó ta cũng không nghĩ tới ta sẽ cầm nhiều tiền như vậy chẳng qua dạng này đoán chừng sẽ để cho gia gia sinh khí, về sau hy vọng ngươi có thể giúp ta nói nói tốt. Lâm Sam biểu lộ không giống giả mạo, nàng cũng không cần thiết ở đây nói với hắn lời nói này. Mặc kệ lúc nào, không mộ vinh lợi đều là khiến người khâm phục phẩm chất, cho nên vô luận dịp quy hạt là như thế nào giá trị quan, hắn đều không thể phủ nhận một cái đơn thuần mà yêu quý lý tưởng tiểu cô nương mục tiêu. Hắn trầm mặt hai giây, nói ra ta sáng mai gặp mặt lão tiên sinh, đêm nay ngươi trước suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Lâm Sam rõ ràng đây là dịp quy hạt hảo ý, coi như nàng không nghĩ ra một người thiết là tâm lý vạn vẹo nhân vật phản diện người vì sao lại đối nàng có nhiều như vậy thiện niệm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng ăn viên đạn bọc đường vỏ bọc đường. Đợi ngài nghe xong ta về sau muốn nói lời, đại khái liền rõ ràng ta vì cái gì nói như vậy. Lâm Sam cười tủm tỉm nói, có thể chậm trễ ngày 10 năm phút thời gian A, Diệp tiên sinh. Có lẽ từ nàng xưng hô biến hóa ý thức được cái gì, Diệp quy hạt thần sắc hơi động. Chỉ là nhìn nét mặt của hắn, đại khái cũng không cảm thấy cái này đơn thuần tiểu cô nương có thế thành sự, chỉ là hắn giáo dưỡng để hắn đồng ý điều thỉnh cầu này. Lâm gia tầng hai tư nhân trong quán ba. Sữa bò. Nước trái cây. Diệp Quy Hạt trở lại nói. Lâm Sam hỏi lại ngươi làm sao sẽ biết ta không uống rượu? Diệp Quy Hạc biết nghe lời phải. Khi đến một chén. Tùy ý, nói chính sự quan trọng. Lâm Sam châm trước một phen tìm từ sau nói nói, ngài cảm thấy ta thế nào? Ân. Diệp Quy Hạc kinh ngạc. Nhìn hắn hiểu lầm, Lâm Sam vội vàng giải thích. Không, ta nói là ngài cảm thấy, ta là một diễn viên tư chất thế nào? Ý của ngươi là... Lâm Sam đã sớm chuẩn bị. Từ một cái người đầu tư, một cái người xem, một cái nam nhân, tùy tiện cái gì góc độ, ngài cảm thấy ta có thể đánh nhiều ít phân. Không sao, từ khách quan góc độ nói chính là. Diệp Quy Hạc ước chừng rõ ràng nàng ý tứ, tại là tại một giây sau, khí chất của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn là cái kia tao nhã vừa vạn quý công tử. Diệp Quy Hạc thần sắc lạnh nhạt đi, ánh mắt sắc bén xem kỹ mà giàu có áp bách tính ánh mắt như là dò xét đồng dạng thương phẩm, sắc bén lãnh khốc ánh mắt đủ để khiến bất kỳ một cái nào bị hắn nhìn chăm chú người sinh ra co quắp cảm giác, chỉ cảm thấy mình không còn gì khác, một lòng kiểm điểm mình phải chăng nơi nào ra lỗ hổng, kìm lòng không đặng muốn hướng hắn không lưng xin lỗi. Cũng là thẳng đến lúc này, Lâm Sam mới ý thức tới, dịp quy hạt căn bản không thể nào là cái gì ôn nhuận như ngọc quý công tử, nghĩ đến cũng là, một nho nhã lễ độ quân tử lại có thể nào từ một đám lão hồ ly trong miệng đoạt thức ăn một tay xông xáo ra bản thân một phiến thiên địa sáng tạo ra một hệ liệt quốc dân cấp ip thậm chí một đường thẳng tới mây xanh cầm tới nhà giàu nhất chi vị lúc này dịp quy hạt căn bản không phải cái gì ôn nhu ấm nam khi hắn không cười thời điểm kia mặt mày ở giữa u ám liền để cho người ta lại khó co nhẹ giống như lộ ra răng nanh cô lan lộ ra hàng khí bức người thử hỏi ai sẽ nguyện ý cùng một cái u ám bén nhọn người hợp tác ở chung. Cho nên nụ cười của hắn căn bản không phải bắt nguồn từ tính cách, ngược lại là đối với hắn chân chính tính cách che giấu. Nhưng mà Lâm Sam dù sao cũng là Lâm Sam. Tại dịp quy hạt làm người đứng ngồi không yên biểu hiện dưới, nàng chẳng những không có co quắp khẩn trương, ngược lại dơ lên khóe miệng, hướng hắn lộ ra hơi ngậm khiêu khích xinh đẹp nụ cười. Dịp quy hạt trầm mặt hai giây. Tướng mạo mát điểm, hắn thản nhiên nói, nhưng là ngươi có lý do gì để cho ta ra tay trợ giúp một cái trừ nhiệt tình cùng tướng mạo, đầu não trống trơn bình hoa. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Không biết nên nói cái gì, liền cho mọi người anh 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 đi. 2333333, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Giả tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 05 Giả tâm đại khái là phát hiện lâm sam cùng hắn trong dự đoán đơn thuần tiểu cô nương hơi có khác biệt, thậm chí được xưng tụng có chút giả tâm, cứ việc dạng này giả tâm trong mắt hắn vẫn có chút ngây thơ, dịp quy hạt nói chuyện cùng nàng giọng điệu cuối cùng chính thức rất nhiều. Đương nhiên, cũng không khách khí rất nhiều. Đầu tiên, ngươi ưu thế lớn nhất là thân phận của ngươi, nhưng mà nâng đỡ ngươi diễn nghệ sự nghiệp, trừ để lão tiên sinh không vui. Ta cũng không quá nhiều có thể mong muốn ít lợi. Tiếp theo, từ ngươi qua loa cự tuyệt đến xem, ngươi là thẳng thắng, khiếm khuyết cân nhắc người, mà muốn tại giới giải trí có tư cách, thấp e quy là một cái tiên thiên thế yếu, thậm chí đủ để phá hủy tất cả giai đoạn trước đầu nhập. Cuối cùng, ngươi xác thực rất xinh đẹp. Diệp Quy hạt ánh mắt tại nàng trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, đang lúc Lâm Sam cho là hắn cuối cùng muốn khen một câu lúc Diệp Quy Hạc làm cho nàng thật sự rõ ràng rõ ràng, thái độ của hắn xác thực có thể càng thêm ác liệt. Nhưng không có xinh đẹp đến không có thể thay thế tình trạng. Ngữ khí của hắn không có chút nào biến hóa, lại khiến người ta cảm thấy càng càng lạnh lùng xa lánh, mà giới giải trí không thiếu hụt nhất, chính là xinh đẹp mà có mang ngây thơ giả tâm nữ hài. Từ đó, trận này nói chuyện quyền chủ động đã triệt để nắm giữ ở cường thế Diệp Quy Hạc trong tay hắn một phen có thể nói đem Lâm Sam từ bề ngoài đến tính cách, từ trí thông minh đến EQ bài xích không còn gì khác, nếu là phổ thông nữ hài tại tự đề cử mình gặp được dạng này khắc nghiệt bắt bẻ phê bình, chỉ sợ liền muốn lòng tin hoàn toàn không có khóc rời đi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Lâm Sam chính là Lâm Sam. Ta có thể cho rằng, cái này ba điểm chính là ngài cự tuyệt ta nguyên nhân chủ yếu A. À. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Cái kia còn chính hảo, Lâm Sam mỉm cười, rất khéo, tại ngài trong mắt ta tam đại thế yếu, vừa vặn là ta tam đại ưu thế. Diệp Quy Hạc thoáng nhíu mày, đó là cái rất nhỏ bé chi tiết, nhưng Lâm Sam vẫn là thành công bắt được. Nàng biết, mình bước đầu tiên đã thành công. Đầu tiên ngươi nói, ta không vâng lời gia gia tâm ý, đánh mất gia thế ủng hộ, ngươi không cách nào nhìn đến bất kỳ ích lợi. Đúng thế. Diệp Quy Hạc gật đầu thừa nhận. Nhưng là ngài cũng hẳn là nhìn thấy nếu như ta tiếp nhận rồi gia gia an bài, ngài đồng dạng không cách nào đạt được thân phận của ta tăng thêm, Lâm Sam nửa đùa nửa thật nói, bởi vì nếu là như vậy, đến lúc đó chỉ sợ là ngài tới nói phục ta, tại sao muốn đầu tư ngươi? Diệp Quy Hạc giật giật khóe miệng, cái chuyện cười này hiển nhiên cũng không tốt cười. Ta nghe nói, ngài cố ý thành lập một nhà công ty giải trí văn thể lưỡng khai hoa, kia như là đã chú định không cách nào đạt được một hào môn quý nữ ủng hộ, khi lại vì sao không ký ta, cho ta nhất định đầu tư ủng hộ, ta thu hoạch được thành lại càng lớn, ngài đạt được ít lợi không cũng càng nhiều a. À. Dù là dịp quy hạt, lúc này cũng hơi có kinh ngạc, Lâm Sam lời nói này hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn chẳng qua hơi ngây người một lúc, liền kịp phản ứng. Nhưng là ngươi trừ khuôn mặt, không cách nào lấy ra bất luận cái gì đủ để quyết định hết thảy tố chất tới nói phục ta. Đúng vậy, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Tại ngài trong miệng, ta là thẳng thắn, làm việc khiếm khuyết cân nhắc, chỉ có một lời nhiệt tình người, phải không? Diệp Quy Hạc há miệng muốn phản bác, Lâm Sam vừa mới một phen đã để hắn sửa đổi đối nàng đánh giá, chỉ hơi hơi há miệng sau hắn vẫn là không có nói chuyện. Mà hắn ngắn ngủi do dự lại để cho hắn không tự chủ được nhíu mày lại. Do dự cử động đã nói rõ, nói chuyện quyền chủ động đã không phải là một mực nắm giữ ở trong tay của hắn đây đối với cổ có tâm lý ưu thế dịp quy hạt tới nói hiển nhiên không phải như vậy vui với nhìn thấy nhưng ta vừa vặn cho rằng tư chất như vậy là ngày hẳn là cùng ta hợp tác nguyên nhân thẳng thắn nói rõ ta thiếu hụt tâm cơ dễ dàng bị bài bố đối với diễn nghệ sự nghiệp yêu quý đạo thậm chí có thể từ bỏ triệu tài phú mà có được dạng này cố chấp ta như thế nào lại keo kiệt nỗ lực EQ thấp lại như thế nào? Chỉ cần diễn nghệ công ty lẫn lộn thỏa đáng, chế tạo ra hợp lý nhân thiết, lại có ai sẽ quan tâm minh tinh bản chất tính cách. Liền EQ thấp cũng có thể thanh danh tốt đẹp là tính tình thật. Đồng thời, ngày giờ phút này thật đúng là cho rằng có thể tại lần đầu tiên liền đạt được gia gia tán thành, lại có thể thuyết phục ngài ta, thật sự như ngài lúc trước nói như vậy EQ không đáng giá nhắc tới a. À. Diệp Quy hạt rốt cục có động dung đây đối với hiện ra chân thực bản thân hắn tới nói đã coi như là khó lường thay đổi không hề nghi ngờ lâm sam biểu hiện chí ít trình độ nhất định đã động hắn ta thừa nhận ngươi cũng không có ta lúc trước nghĩ tới ngu xuẩn như vậy dịp quy hạt lời nói xoay chuyển nhưng là ngươi còn có điểm trọng yếu nhất không có thuyết phục ta ngài là nói đầy đủ khuôn mặt đẹp cái này rất đơn giản ta không loại kia lạnh lùng tìm tòi nghiên cứu xem kỹ lại lần nữa xuất hiện tại dịp quy hạt trên thân, ta cần xưa nay không là mỹ mạo dạng này nông cạn đồ vật, sản xuất hàng loạt mỹ nhân ta tùy thời đều có thể đạt được, nhưng là, ta cần chính là nhất tốt. Dịp quy hạt rốt cục lộ ra từ hai người bắt đầu lần này nói chuyện nụ cười đầu tiên, hắn là trẻ tuổi như vậy, lại là như thế giả tâm bừng bừng, không che giấu chút nào mình đối với danh lợi khao khát. Lý lịch của ta ngươi có thể tùy tiện từ chỗ nào hiểu rõ, Baidu cũng được, nếu như ngươi có chút hiểu rõ ta, ngươi liền sẽ minh bạch, nhu cầu của ta là cái gì. Vô luận cái gì đều là tốt nhất, đây là ta đối với yêu cầu của mình, đã như vậy, ta muốn chủ nâng nghệ nhân, cũng nhất định phải là tốt nhất, hoặc là biểu hiện ra đủ để thành là tốt nhất tư chất. Lời nói này có thể nói khẩu khí rất lớn, nhất là hắn hiện tại thậm chí mọi chuyện còn chưa ra gì, đổi lại là người khác nói lời nói này, chỉ sợ sớm đã bị người cười phá răng hàm. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Quy Hạc nói lời nói này lúc, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người tin phục khí chất, giống như hắn chú nhất định có thể thành công. Mà tại trong mọi người, Lâm Sam tất nhiên là cái kia khó nhất hoài nghi hắn tương lai người thành công. Đúng vậy, đây cũng là ta cuối cùng muốn nói cho ngài. Lâm Sam tiến lên một bước, thần sắc đưa tình ẩn tình. Nàng lúc này ánh mắt sở sở, giống như sáng sớm cành lá bên trên giọt sương, ba tháng đầu cành sớm anh tản ra tươi mát động lòng người khí tức thoáng như thổi qua vùng quê gió nàng nói khẽ dịp quy hạt nhẹ cạn nói mớ giống như trong trí nhớ kia đoạn nhất ngây ngô thời gian đến từ người yêu khẽ gọi kéo dài suy nghĩ đối mặt dạng này sở sở động lòng người lâm sam dịp quy hạt mỉm cười không thay đổi không nhúc nhích chút nào thế là nàng lần nữa tiến lên một bước tư thái có chút thay đổi khí chất liền sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nàng lúc này lãnh diễm mà cao ngạo, ánh mắt chiếu tới chỗ, đủ để khiến người cảm thấy khắc cốt rét lạnh. Ngươi nói ta không được. Nàng xì khẽ, tràn ngập đùa cực giọng điệu đủ để khiến người cảm thấy ác liệt nhất nhục nhã, ngôn ngữ không nhiều, khinh miệt chi ý cũng đã vô cùng sống động. Cùng nàng so sánh, trước đó Lâm Duyệt trào phúng tựa như trò trẻ con bình thường buồn cười. Nhìn đến đây, Diệp Quy Hạc nụ cười hơi liễm, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, hắn há miệng, nhưng Lâm Sam so với hắn nhanh hơn một bước. Nàng lần nữa tiến lên, nàng lúc này cùng Diệp Quy Hạc khoảng cách đã kết thúc hô hấp có thể nghe, thậm chí sắp đem hắn ép ở trên quầy ba, mà Diệp Quy Hạc nguyên bản liền dựa lưng vào quầy ba, lúc này bị nàng gần sát bức bách, càng là không thể không ngửa ra sau. 3. Lâm Sam bàn tay chống tại quầy ba trên mặt bàn, cùng dịp quy hạt triệt để tạo thành một cái không gian thu hẹp. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt chỉ có thân ảnh của đối phương. Nàng hướng dịp quy hạt cười một tiếng, nàng lúc này rõ ràng chỉ là hơi thi phấn trang điểm, nhưng lại diễm quan tứ xạ, nụ cười vũ mị lại hàm súc, đó là chân chính mị đến tận xương, khiến cho tâm thần người dao động tuyệt đại giai nhân mới có khí độ, một cái nhăn mày một nụ cười, câu người nhiếp phách. Mà tại thế kỷ trước mặt ảnh đàn thời đại hoàng kim về sau, hoa quốc đã thật lâu không có dạng này tuyệt thế gia nhân nàng rất đẹp chỉ có câu nói này có thể hình dung lúc này lâm sam so sánh cùng nhau trước hai lần trước trở mặt đều lộ ra như thế tẻ nhạt vô vị liền dịp quy hạt tại dạng này kinh tâm động phách bừng tỉnh như đao kiếm mỹ lệ trước mặt cũng không khỏi là tâm thần dao động nhìn thấy kinh ngạc dịp quy hạt lâm sam rốt cuộc cầm tới trận này nói chuyện quyền chủ động cùng thắng lợi cuối cùng nhất lâm sam rốt cục lộ ra thỏa mãn lại khoe khoang nụ cười. Diệp Quy Hạc không chút nghi ngờ, có người sẽ vì nụ cười như thế thiên kim tướng đổi. Như vậy hiện tại, ngài có thể nói cho ta ngài trả lời A. Nàng mặt mày công công, mê người Mỹ hoặc giống là từ tranh Mỹ nữ bên trong đi ra nữ yêu. Diệp Quy Hạc trầm mặt. Lâm Sam chỉ là ung dung chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngươi thắng. Nam nhân nói giọng khàn khàn cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Là Sam tỷ đánh côn. Đến cùng ta cùng một chỗ lắc lư. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Trong đống rác đoạt bạn trai. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Chương 06 Trong đống rác đoạt bạn trai Diệp Quy Hạc tuyên bố trận này nói chuyện thắng lợi cuối cùng nhất người, Lâm Sam cũng là thấy tốt thì lấy, mỉm cười liền lui lại cùng hắn giữ vững thích hợp khoảng cách, lúc này nàng lễ phép bình thản, không gặp mảy may tính công kích, giống như chỉ là phổ thông xinh đẹp nữ sinh viên. Nhưng Diệp Quy Hạc cũng đã thật sâu lĩnh giáo đến sự lợi hại của nàng. Hắn làm việc cũng là dứt khoát, thừa nhận mình nhìn nhầm về sau, liền quyết định về sau một hệ liệt an bài. Lão tiên sinh nơi đó sáng mai giao cho ta xử lý, ngươi tại Đông Châu là cấp 3 đúng không? Lâm Sam gật đầu. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, chuyện sau đó còn có đàm, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Được. Lâm Sam đáp ứng, chẳng qua tại cáo từ trước đó, nàng mắt nhìn thời gian, có chút ít chế nhạo nói, hiện tại là 8 giờ 37, vừa vặn 15 phút. Đây là tại chiếu ứng lúc bắt đầu nàng nói chỉ dùng 15 phút, mà tại trải qua trước đó một phen đánh cờ về sau, dạng này nhắc nhở chưa chắc không phải một loại hình thức khác khoe khoang nói 15 phút giải quyết ngươi, vậy liền tuyệt không dùng 16 điểm chuông. Diệp Quy Hạc thản nhiên nhìn nàng một cái, lần đầu tiên không có lên tiếng âm thanh. Cũng không biết Diệp Quy Hạc làm sao thuyết phục lão gia tử, về sau hai ngày Lâm Sam đi đánh tạp thăm bệnh thời điểm, lão gia tử cứ việc sắc mặt rất thúi, nhưng cũng không có sách diễn viên sự tình. Đương nhiên, hàng năm gần ngàn vạn tiền tiêu vặt sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Trừ cái đó ra, Duy nhất để Lâm Sam để ý sự tình liền lão gia tử đã coi trọng như vậy nàng, vì cái gì tại ban đầu nhận điện thoại thời điểm chỉ có một cái lưu dương. Lâm Hằng Nghiêm là cái khống chế dục rất mạnh người, cho dù bệnh nặng ở giường, cũng có rất nhiều gấp đón đỡ chỗ hắn lý mọi chuyện vụ, nhưng mà bởi vì nàng mỗi ngày đánh tạp thăm bệnh, lão gia tử dĩ nhiên chậm trễ mấy hạng sự vụ. Liền xem như mới gặp lúc, hắn đối với mình giữ gìn cũng gần như vô điều kiện, đối nàng không thể bảo là không coi trọng. Lâm Sam tự nhiên không có khả năng hỏi một mực thối nghiêm mặt biểu đạt kháng nghị ngạo kiều thái thượng hoàng, có thế đối mặt hắn hỏi thăm, Diệp Quy Hạc trả lời liền muốn ý vị thâm trường nhiều. Cũng không phải là mỗi người đều vui lòng trông thấy ngươi trở về. Lâm Sam lúc này mới ý thức được nơi nào bị nàng không để ý đến. Trở về trong ba ngày này, nàng dĩ nhiên không thấy mình hai cái bá bá một mặt. Tại kinh thị ở lại ba ngày, nàng liền trở lại Đông Châu Thị tiếp tục đi học, Diệp Quy Hạc trước cùng nàng ký kết, xác định nàng người đại diện nhân tuyển. Diệp Quy Hạc công ty giải trí tuy nói vừa mới cất bước, nhưng có thể nhìn ra được vẫn là có phần phí tâm tư, chí ít nàng người đại diện liền nghiệp nội có chút nổi danh vương bài người đại diện từ Ngọc, là Diệp Quy Hạc bỏ ra giá tiền rất lớn đào đến. Tất cả công việc xử lý hoàn tất, lúc này mới đưa nàng về trường học. Cứ việc Diệp Quy Hạc dừng xe địa phương không phải chỗ dễ thấy nhất, nhưng mà hắn Porsche Panamera vẫn lấy phong cách bề ngoài cùng càng thêm phong cách nhãn hiệu tiêu chí, hút đưa tới không ít học sinh ánh mắt. Này này, lâm sam hạ chiếc xe kia là Porsche A. Người nói chuyện giọng điệu có chút vi diệu. Là nàng bạn bè xe. Bạn bè. Nói lời này nam sinh hiển nhiên đối với xe có chút nghiên cứu, giọng điệu càng là vừa chua lại ghen, Porsche Panamera đều là triệu cất bước giá mục tiêu hộ khách quần thể chính là tuổi trẻ tài cao hoặc là phú nhị đại. Nam sinh nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Hết lần này tới lần khác Lâm Sam tại ý thức đến mình lại trở thành trong tầm mắt tâm về sau, chẳng những không có điệu thấp, ngược lại đặc biệt tại trước mắt bao người, hướng dịp quy hạt nhiệt tình hôn gió. Nữ hài đồng tử liễm diễm như nước mùa xuân, đón nụ cười của nàng, dịp quy hạt nao nao, giống như liền tâm tạng cũng ngừng nhảy một cái chớp mắt. Hắn không phải lần đầu tiên, cũng tất nhiên sẽ không là một lần cuối cùng âm thầm cảm thán, Lâm Sam quả thật có loại không giống bình thường lực hấp dẫn. Diệp Quy Hạc đối nàng ở trường học sự tình có hiểu biết, mi tâm cao lại. Không muốn chơi quá lớn. Lâm Sam chỉ là hướng hắn cười. Diệp Quy Hạc nhíu mày, hai người cứ như vậy đối mặt, dằn co vài giây. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn chăm chú lâm sam cho có vấn đề gọi điện thoại cho ta đây là muốn làm nàng hậu trường a lâm sam khẽ cười một tiếng khoác tay áo tiêu sái quay người rời đi trăng rắc ống kính âm thanh nhẹ vang lên lâm sam lúc trước hôn gió một màn hóa thành một cái thiệp cấp cốc ở trường học diễn đàn đăng đỉnh giữa đám người gian nguyên trên đầu tại sao là màu xanh lá đây này gian nguyên đương nhiên là đem nàng tha thứ. Yêu là một vệt ánh sáng, lục ngươi hốt hoảng. Thật không nghĩ tới Lâm Sam là loại người này, bình thường còn một bộ thanh thuần nữ thần tác phong, buồn nôn. Diễn đàn của trường học bởi vì là nặc danh, cho nên mọi người phát biểu cơ hồ không hề cố kỵ, nhân tính chỗ sâu nhất ác ý triển lộ không bỏ sót. Tại dạng này công kích Lâm Sam sóng lớn triều dưới, liền ngẫu nhiên có mấy cái thanh âm muốn vì nàng nói chuyện, cũng bị cấp tốc đè xuống chẳng qua càng nhiều có thế có thể vẫn là bị lý minh vũ xóa bỏ nhìn xem diễn đàn tại nàng tận lực dưới sự dẫn đường dư luận hướng gió lý minh vũ biểu lộ cuối cùng thư giãn xuống tới không uổng công nàng hai năm trước tân tân khổ khổ giữ gìn quản lý như thế một cái phá diễn đàn thời khắc mấu chốt cuối cùng có chút tác dụng cùng lâm sam vạch mặt về sau lý minh vũ liền không cố kỵ nữa cái gì đúng lúc lâm sam đưa cho nàng lớn như vậy một cái tay cầm không lợi dụng triệt để làm sao xứng đáng nàng. Mà lại cái này đồng dạng cũng là đối với gia nguyên bức bách. Ngay tại hôm qua, phụ thân nàng lại điện thoại tới, trừ đòi tiền bên ngoài, cũng là thúc nàng nhanh lên về nhà. Lý Minh Vũ âm thầm cười lạnh, về nhà. Nói dễ nghe, nàng còn có thể không biết tên cặn bã này đang suy nghĩ gì, sợ không phải vừa về tới cái kia huyện thành nhỏ liền bị hắn trói lại đưa cho nơi đó cái gọi là nhà giàu nhân sinh của nàng mới sẽ không cực hạn ở một cái nghèo khó bế tắc huyện thành nhỏ mà giang nguyên liền không còn gì tốt hơn ván cầu nhớ tới giang nguyên lý minh vũ lại nhíu mày giang nguyên là trong trường học tài tử nổi danh hắn là lâm sam phụ thân môn sinh đắc ý dáng dấp lại cao lại đẹp trai là vô số nữ sinh tình nhân trong mộng lại thêm là lâm sam bạn trai lý minh vũ sẽ để mắt tới hắn cũng là rất tự nhiên sự tình nhưng mà gia hỏa này lại đem nàng tức gần chết vô luận nàng nói thế nào, Giang Nguyên chính là không chịu cùng Lâm Sam chia tay. Rõ ràng trên giường còn nói được lắm tốt, mặc xong quần áo liền trở mặt không quen biết. Cho nên cũng không thể trách nàng cố ý cho Giang Nguyên chụp một đỉnh nón xanh, nàng cũng không tin Giang Nguyên tính tình thật sự tốt như vậy, liền nón xanh đều có thể nhịn xuống đi. Nàng nghe thấy cửa túc xá bị người mở ra, nhìn sang, thấy là Lâm Sam, khóe môi lộ ra tận lực mỉm cười. Hẹn hò trở về rồi. Lâm Sam đâu còn có thế không biết Lý Minh Vũ khiến cho những tiểu động tác kia, đối với lần này nàng đáp lại cũng là dứt khoát. Liên quan gì đến ngươi? Không nghĩ tới Lâm Sam nói ra loại này đơn giản thô bạo thô bỉ ngữ điệu, Lý Minh Vũ một bụng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đều ngăn ở trong cổ họng. Cái này còn mắng cái gì mắng, người ta trực tiếp cho ngươi đem cây chặt. Lý Minh Vũ tức giận đến dương mắt nhìn, không chờ nàng nghĩ kỹ làm sao trào phúng Lâm Sam, liền gặp điện thoại di động của mình chấn bỗng nhúc nhích biểu hiện gian nguyên cho nàng phát tới tin tức nàng chịu đựng lửa nhìn qua cái này xem xét nàng lập tức đổi giận thành vui lại không cảm thấy lâm sam ghê tởm sam sam giọng nói của nàng ngọt ngào dính nói bảo ngươi cha làm gì lâm sam cũng là không kênh kiệu lý minh vũ lại là một nghẹn hít sâu hai cái về sau nàng không còn ra vẻ đi thẳng vào vấn đề nói gia nguyên để ta đã nói với ngươi xế chiều hôm nay 2 giờ tại chí học lâu quán cà phê gặp ồ vậy ta liền cho hắn nói ngươi đáp ứng ân ừ. lâm sam có chút kỳ quái liếc nhìn nàng một cái ngươi để cho ta đi ta liền đi thật coi ta là cha ngươi muốn luôn chiều ngươi a à. nhìn thấy lý minh vũ khí đến sắc mặt trắng bệch nàng lại giật mình nói Cô thật có lỗi ta đã quên ngươi cha ruột sẽ chỉ đánh ngươi thật đúng là sẽ không quen ngươi những này tật xấu phụ thân là lý minh vũ nội tâm nhất tự ti cũng là nàng lớn nhất chân đau lâm sam châm chọc đau đau bảo kích nói đến nàng toàn thân đều đang phát run ta liền nói ngươi những cái kia đều là trang lý minh vũ từ trong kẻ răng gạt ra một câu cười lạnh nói thật nên để những cái kia nói ngươi nhu thuận ôm nhu người nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ cái kia cũng so ra kém ngươi biểu bên trong biểu khí Lâm Sam học Lý Minh Vũ dáng vẻ, hướng nàng mím môi cười một tiếng, không nói ra được ôn nhu, đúng rồi, nói cho Giang Nguyên, muốn để ta đi liền tự mình đi cầu ta. Ngươi mơ tưởng. Về sau mặt kệ Lý Minh Vũ lại thế nào dơ chân, Lâm Sam cũng chỉ là thông dong tự tại trang điểm, hoàn toàn không để ý tới nàng. Lý Minh Vũ bất đắc dĩ, đành phải đem Lâm Sam sự tình gọi điện thoại thêm mắm thêm muối thuật lại cho Giang Nguyên. Sam Sam nói như thế sao? trong điện thoại giọng nam u buồn buồn vô cớ đúng vậy a à, ta hơi khuyên nàng một chút nàng liền ngay cả ta cũng mắng giống như có chút cuồng loạn lý minh vũ đè xuống khóe môi nụ cười vĩ khuất lắp bắp nói a nguyên ngươi nói sam sam có phải là chán ghét ta hay không nàng chính là như vậy tính tình giang nguyên nói nói ngươi không cần lo giao cho ta đi nói xong giang nguyên liền cúp điện thoại giang nguyên trả lời cũng không khiến lý minh vũ hết sức hài lòng chẳng qua nàng cảm thấy đến trình độ này lấy giang nguyên thanh cao nói thế nào cũng không thể lại đi cùng lâm sam cùng tốt nghĩ tới đây nàng liền lại vên vang đắc ý đi về ký túc xá cố ý dừng ở lâm sam trước mặt nặng nề mà hừ một tiếng lúc này mới đi trở về trước bàn của mình đúng lúc này lâm sam điện thoại di động vang lên đứng lên đồng thời dẫn tới hai người chú ý thấy rõ điện báo người họ và tên về sau, Lâm Sam đem màn hình điện thoại di động biểu hiện ra cho nàng nhìn nói. Điện thoại tới. Thế là nàng tiếp thông điện thoại, cũng tri kỷ ấn miễn đề, để Lý Minh Vũ cũng có thể nghe thấy. Huy, Sam Sam. Ân. Lâm Sam lười biến nói. Ta có thể gặp ngươi một mặt A, à, trong chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Giang Nguyên Thanh âm ôm nhu, nơi nào có nửa phần hư hư thực thực bị lục tức giận. Nghe đến đó, Lý Minh Vũ không khỏi có chút kỳ quái, giang nguyên làm sao không có chút nào sinh khí? Không có hiểu lầm gì đó, ta cũng không muốn gặp ngươi." Lâm Sam giọng điệu thản nhiên nói, gặp ngươi ta buồn nôn. Giang Tài tự đoán chừng đời này còn không có bị người như thế ghét bỏ qua, nhất là xưa nay đối với hắn muốn gì được đó Lâm Sam, càng là chưa hề từng nói với hắn lời nói nặng. "Sam Sam, không muốn như vậy, đều là hiểu lầm." Giang Nguyên nén giận, kiên nhẫn nói. Nhìn xem một bên biểu lộ đặc sắc Lý Minh Vũ, Lâm Sam thản nhiên cười một tiếng, nhắc nhở. Lý Minh Vũ còn ở bên cạnh nghe đâu? Giang Nguyên trầm mặt một giây, lại mở miệng lúc giọng điệu càng thêm chém đinh chặt sắt. Minh Vũ cũng nghĩ như vậy, nàng cùng ta chỉ là bạn bè, đều là hiểu lầm. Nha A, à, tiểu lão đệ có thể. Lâm Sam bị hắn chọc cười. Được a, à, vậy ngươi cầu ta cầu ta ta liền đến gặp ngươi lần này gia nguyên trầm mặc đến càng lâu hơn đang lúc lâm sam cho là hắn không có trả lời không thú vị muốn cúp điện thoại lúc rốt cục nghe thấy hắn ẩn nhẫn mở miệng lâm sam ngươi không nên quá phận ta cố kỵ nhiều năm như vậy tình cảm nhưng cái này không là đối ngươi làm một lại dung túng lý do ngươi luôn luôn như thế tùy hứng náo thành như bây giờ ngươi còn học không được nghĩ lại a à? lâm sam đối với loại này nhược trí thật là nói nhiều một câu đều cảm thấy là lãng phí sinh mệnh. Cho nên nàng đáp lại cũng là dứt khoát, không nói hai lời liền cúp điện thoại, không cho Giang Nguyên bất luận cái gì bi bi cơ hội. Đón Lý Minh Vũ ánh mắt, nàng nghi hoặc khó hiểu nói. Ta thật sự rất nghi hoặc, ngươi tại sao muốn từ trong đống rác đoạt bạn trai? Hừ, ngươi liền tiếp tục chua. Lý Minh Vũ cười lạnh. Ai còn không biết Giang Nguyên giá trị? Đông kịch nhất tài tử nổi danh, tác phẩm lấy được thưởng vô số, đạt được rất nhiều truyền hình điện ảnh đại lão ưu ái, cơ hồ là chắc chắn tiền đồ vô lượng. Lại thêm dung mạo tuấn tú, tính cách thanh lãnh cao ngạo, càng là thu hoạch trái tim vô số, Lâm Sam nếu không có cái tốt cha, dạng này kim quy tế nơi nào đến phiên nàng. Lâm Sam tiện nhân kia không phải cũng là biết gia nguyên tương lai nhất định trở nên nổi bật, mới như vậy liếm láp hắn sao. Gặp Lý Minh Vũ chấp mê bất ngộ, lâm sam thực sự lười nhác cùng nàng nói nhảm nhiều cùng đôi này cực phẩm mỗi nói nhiều một câu nàng đều cảm thấy mình muốn chết một đống lớn tế bào não nguyên tắc tác giả cũng là thật tâm ngưu bức có thế sáng tác như thế một đôi con rùa đối với đậu xanh tuyệt mỹ cp lâm sam một bên đau lòng mình tế bào não một bên quay người đi ra ngoài cửa ngươi đi đâu lý minh vũ vô ý thức hỏi trí thông minh quá thấp là sẽ truyền nhiễm lâm sam cũng không quay đầu lại nói nghe được lâm sam tiến bước chân xa dần lý minh vũ càng là tức giận đến phát trung chỉ muốn đem trong túc xá tất cả mọi thứ đều nện trên mặt đất mới có thể ra khí không chờ nàng nghĩ kỹ làm sao phát tiết nộ khí liền lần nữa nhận được đến từ giang nguyên tin tức giang nguyên ta nhanh đến các ngươi túc xá lầu dưới giúp ta ngăn chặn lâm sam nhìn thấy cái tin tức này lý minh vũ thần sắc biến ảo khó lường đột nhiên lộ ra một cái cười lạnh chuyện này đối với nàng chính là một cái cơ hội thật tốt tiện nhân không phải muốn tham gia thứ sáu đường đạo thử sức a nàng ngày hôm nay liền đem nàng thanh danh triệt để bôi xấu nhìn nàng còn mặt mũi nào lẫn vào cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta ném ra bá vương phiếu a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Tích minh một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới tiêu dịch dinh dưỡng A à, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Chưa này một bình phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mặt dễ thương. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Lần thứ hai xé bức. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 7 Lần thứ hai xé bước Lâm Sam vốn là muốn đi thao trường chạy chậm giải sầu, kết quả vừa mới quét thẻ ra lầu ký túc xá gác cổng, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chỗ dự cảm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lý Minh Vũ cái kia đồ ngốc đuổi tới. Gặp Lâm Sam thấy được mình, còn mang giày cao góc Lý Minh Vũ liền chẳng phải gấp, nàng hất đầu phát, chỉnh lý khí tức, sau đó. Sau đó Lâm Sam biểu lộ hờ hững giống như là cái gì cũng không thấy được đồng dạng nhìn không chớp mắt quay đầu đi ra lý minh vũ nàng như thế cái người sống sờ sờ ngươi làm không khí sao lâm sam lý minh vũ giọng không nhỏ hai người bọn họ khoảng thời gian này lại là diễn đàn bên trên nổi danh nhân vật cho nên rất nhanh liền đưa tới người qua đường lực chú ý các học sinh lẫn nhau dùng ánh mắt im ắng đối thoại đây không phải diễn đàn bên trên hai vị a gặp thực sự không thể không nhìn nàng, Lâm Sam đè xuống trong lòng không vui, lại quay người lúc, không đợi Lý Minh Vũ mở miệng, nàng liền vượt lên trước nổi lên. "Lý Minh Vũ, ngươi đến tộc cùng còn muốn ta làm thế nào?" Nữ hài thần sắc thống khổ, giọng điệu đau buồn, quả nhiên là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Ăn Dư quần chúng nhóm ngây dại. Lý Minh Vũ lập tức liền muốn gạt ra nước mắt cũng ngạnh sinh sinh đình chỉ tiếng lòng của bọn họ đại khái chỉ có một cái. Cái này lão tỷ làm sao không theo kịch bản ra bài A. Tại trong diễn đàn, Lâm Sam thế nhưng là lấy giả bộ như thanh cao văn nghệ trà xanh hình tượng lũ lũ xuất trận, mà tại kịch bản bên trong, Lý Minh Vũ thường thường là cái kia điềm đạm đáng yêu ôn nhu khuê mật. Đối với Lâm Sam có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nước mắt đều hướng trong bụng nuốt thánh mẫu. Bọn họ đối với Lâm Sam không có gì giải, Biết đến đồ vật đều là tin đồn, hôm nay vừa lúc bắt gặp hai vị người trong cuộc, nghe đối thoại của bọn họ, ở trong đó. Tự hồ còn có ẩn tình. Tại mọi người hưng phấn chờ mong trong ánh mắt, Lý Minh Vũ cũng là một mặt mộng bức. Lâm Sam vừa rồi tại trong túc xá không phải là vênh vang đắc ý ngang ngược sao. Nàng lúc đầu đều làm tốt chưa từng nói nước mắt trước lưu tình cảm làm nền, kết quả Lâm Sam vượt lên trước yếu thế. Cái này khiến nàng làm sao làm? cũng không thể hai người cái gì cũng không nói trước nhìn nhau khóc a à, người không biết còn tưởng rằng là gian nguyên chết đâu tuy nói ôm đầu khóc trống cũng coi như hoàn thành gian nguyên ngăn chặn lâm sam yêu cầu nhưng nàng bản tâm cũng không phải là hai người hòa hảo ra sức mục tiêu của nàng rõ ràng là triệt để hủy đi lâm sam thanh danh mà nàng nguyên bản cũng đã gần muốn thành công kết quả tiện nhân kia không biết uống thuốc gì gần nhất đột nhiên bắt đầu lên cơn người vây xem càng ngày càng nhiều lý minh vũ tại tầm mắt của mọi người dưới cảm giác càng ngày càng mất tự nhiên tại lâm sam thống khổ biểu lộ phụ trợ dưới mình giống như là đang khi dễ nàng đồng dạng nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy khoảng thời gian này tại trong túc xá đối với mình cực điểm nhục nhã sở trường gia hỏa rõ ràng là lâm sam mình mới là người bị hại nhưng bọn hắn tại sao muốn nhìn như vậy nàng đúng nhất định là bởi vì lâm sam tiện nhân trước kia chính là dùng bộ này giả tượng lừa gạt tất cả mọi người hảo cảm càng phát ra nỗi nóng lý minh vũ tiến lên một bước cố gắng gạt ra mỉm cười nói sam sam ngươi đang nói cái gì vừa rồi chúng ta tại trong túc xá còn không phải như vậy nói a à. đúng vậy a à, ta không phải đã đáp ứng ngươi thành toàn ngươi cùng gian nguyên rồi sao lâm sam thần sắc ai cắt ngươi rất đã sớm nói ngươi thích gian nguyên chỉ là ta không chết tâm một mực kéo lấy hắn hiện tại ta biết dưa hái xanh không ngọt đã sớm cùng gia nguyên chia tay ngươi còn muốn ta làm cái gì chia tay ăn dưa quần chúng càng thêm hưng phấn quả nhiên trà xanh là gánh không được diễn đàn áp lực cho nên không thể không rời khỏi a à. phải biết dựa theo một chút nhân sĩ biết chuyện nói tới gia nguyên cùng lý minh vũ mới là chân ái lâm sam là bên thứ ba chen chân nghe được lâm sam tại trước mắt bao người nói ra chia tay Lý Minh Vũ trong lòng cũng là buông lỏng. Cho tới bây giờ, nàng ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, Lâm Sam hướng nàng chịu thua, đồng ý cùng Giang Nguyên chia tay. Tức đều không thể đạt tới triệt để dẫm chết Lâm Sam mục đích, không qua sau tại diễn đàn loại hình địa phương xoát xoát dư luận, ngược lại cũng không phải là không thể tiến một bước bôi đen Lâm Sam. Đang lúc Lý Minh Vũ do dự muốn hay không thấy tốt thì lấy lúc liền nghe nam sinh ẩn hàm thanh âm tức giận. Ta không đồng ý. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lập tức đều là vui lên. Đây không phải đông kịch kiêu ngạo, hư hư thực thực đeo nón xanh Giang Nguyên đại tài tử a. Giang Nguyên cũng là vội vàng chạy đến, nhìn thấy các nàng hai người chỉ là tại lầu ký túc xá trước tranh chấp, cũng không đi xa, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn điều chỉnh khí tức, lần nữa hướng Lâm Sam lặp lại một lần. Ta không đồng ý. Lâm Sam nhìn xem Giang Nguyên, cái này nguyên tắc nhân vật nam chính khiến cho hai cái nữ hài tử đều vì hắn cùng nhiệt nam nhân. Phải thừa nhận, gian nguyên dáng dấp không tệ, thuộc về thanh xuân trong văn học thường xuyên sẽ xuất hiện sân trường nam thần hình tượng, sạch sẽ, tuấn tú lịch sự. Hắn ngủ quan đường công nhu hòa, nhìn chăm chú người nào đó thời điểm, rất dễ dàng cho người ta thâm tình chậm rãi ảo giác. Hết lần này tới lần khác Giang Nguyên còn luôn là một bộ cao lãnh cao ngạo bộ dáng, đối với người nào đều là sắc mặt không chút thay đổi vậy liền càng để cho người muốn có được hắn ưu ái. Dạng này tướng mạo thật được, lại thêm thật có tài hoa, khó trách nguyên chủ đối với hắn mối tình thắm thiết, cũng khó trách Lý Minh Vũ đối với hắn nhớ mãi không quên, hao tổn tâm cơ cũng muốn lấy được hắn. Trong nguyên tác, thành danh sau gia nguyên tại truyền hình điện ảnh vòng xác thực nói 102, thậm chí tham dự rất nhiều cấp quốc gia truyền hình điện ảnh hạng mục trù hoạch, quốc tế độ nổi tiếng rất cao, là hoa quốc bề ngoài cấp đạo diễn, liền là trở thành đệ nhất ảnh hậu lý minh vũ đều đối với hắn có chỗ dựa vào chỉ là tại lâm sam trong mắt bốc đi cái gọi là vần sáng con hàng này bản chất cũng chỉ là cái vì danh lợi không từ thủ đoạn người cặn bã thôi về phần tài hoa lấy lâm sam gia thế nhân mạch không nói hiện tại liền lúc trước muốn cho lúc này giang nguyên hạ ngán chân thoát thân không được cũng là dễ như trở bàn tay đừng quên giang nguyên thế nhưng là nàng lão cha học sinh cho nên Lâm Sam mới đối Giang Nguyên căn bản khinh thường một chú ý, bởi vì con hàng này đang đánh ăn bám lấy đi đường tắt chủ ý, lấy ở đâu lực lượng cùng với nàng trở mặt. Hắn dám vượt quá giới hạn đều để Lâm Sam đối với hắn bành trướng hết sức kinh ngạc. Nam nhân quả nhiên đều là tiện cốt đầu. A, à, Giang Nguyên, Lý Minh Vũ khó có thể tin nói. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng cũng rõ ràng, Giang Nguyên là không thể nào vì nàng cùng Lâm Sam chia tay cho nên nàng mới nghĩ thừa dịp Giang nguyên không ở thời điểm triệt để đã định chia tay sự thật. Nhưng không nghĩ tới Giang nguyên giữ lại Lâm Sam ý nguyện cũng là như thế kiên định, đến mức tại Lâm Sam minh sát thái độ sau cũng phải mạnh mẽ phản đối. Nhưng là ngươi không phải nói, chỉ có Lý Minh Vũ mới hiểu được tâm tình của ngươi a. À. Lâm Sam trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là đúng hắn thất vọng cực độ lãnh đạm biểu lộ, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Không, những cái kia đều là hiểu lầm giang nguyên muốn nắm chặt tay của nàng đối với lý minh vũ nhìn cũng không nhìn một chút chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm hiểu rõ ta nhất người làm sao có thể là nàng ta biết trước đó là ta làm không đúng không nên lãnh đạm ngươi ngươi cũng đừng có nói lẫy được chứ ở bên quần chúng vây xem triệt để trợn tròn mắt đây là cái gì phát triển không phải nói lý minh vũ cùng giang nguyên là chân ái a à. làm sao hiện tại giang nguyên viết đến sạch sẽ lại nhìn về phía lý minh vũ người sau sắc mặt xấu hổ giận dữ đang xen, đã là khó coi cực kỳ. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, chúng người ý nghĩ trong lòng ẩn ẩn có lay động. Hẳn là trước đó là hắn nhóm nghĩ sai, Lý Minh Vũ mới là bên thứ ba. Bất quá gia nguyên cái này cần là có bao nhiêu thích Lâm Sam A, Lâm Sam từ phú nhị đại trong xe chuyện kế tiếp còn chưa nói rõ ràng đâu, cái này hoàn toàn không ngại à nha. Phản phất là nghe thấy được quần chúng trong lòng tiếng hô, Lý Minh Vũ cười lạnh một tiếng, không chút nào cho Giang Nguyên mặt mũi nói ra. Xem ra ngươi là thật sự thích nàng, coi như nàng mang cho ngươi một đỉnh lại một đỉnh nón xanh cũng không thèm để ý. Giang Nguyên thật đúng là không thèm để ý, hắn hiểu rất rõ Lâm Sam, cứ việc nàng sẽ thái độ như thế kiên định chia tay để hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua nghĩ đến cũng là Lý Minh Vũ náo quá mức phân, hống vài câu liền tốt. Lâm Sam yêu hắn, tính cách lại yên tĩnh thành thật, phách chân đối nàng là căn bản không có khả năng phát sinh. Thế là hắn thâm tình nhìn xem Lâm Sam, nói khẽ. Ta tin tưởng Sam Sam. Đám người một mảnh xôn xao, Giang Nguyên nhìn mười phần chân tình bộc lộ, như thế kiên định tín nhiệm, muốn nói không phải thật sự yêu, ai sẽ tin. Dựa theo Giang Nguyên dự đoán, Lâm Sam cái này nên bị hắn cảm động đến tột đỉnh quên hết ân oán trước kia. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, không, kia là thật sự. Lâm Sam lạnh lùng mở ra tay của hắn, chúng ta đã sớm chia tay xin đừng nên cùng ta do dự để bạn trai của ta bây giờ nhìn thấy hắn sẽ không cao hứng chia tay ta lúc nào đồng ý gia nguyên giọng điệu không tự chủ được cất cao cũng không đoái hoài tới trước đó giả vờ ôn nhu trên thực tế loại này thể mệnh lệnh giọng điệu mới là hắn đối mặt lâm sam lúc trạng thái bình thường sớm tại ngươi cùng lý minh vũ lên giường thời điểm ta liền coi ngươi là cái người chết Lâm Sam nói với hắn xong, lại hướng Lý Minh Vũ ngọt ngào cười một tiếng, thuận tiện, bạn trai ta chính là để ngươi chua thành chanh tinh người kia nha. Lý Minh Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền ý thức được nàng nói hẳn là post chờ chủ xe. Lúc ấy vẫn là nàng nặc danh tại trong diễn đàn phổ cập khoa học bót chờ Panamera ý nghĩa, nhưng mà nàng tại tung tin đồn nhảm lúc cũng cảm thấy chủ xe hơn phân nửa chỉ là bạn của Lâm Sam. Kết quả bây giờ lại bị Lâm Sam thừa nhận từ tài lực cùng năng lực đi lên nói hắn đại khái có thế treo lên đánh một ngàn cái gian nguyên đi lâm sam cười khẽ ngươi muốn a à? lý minh vũ còn thật muốn nàng cũng nhận biết mấy cái phú nhị đại nhưng mà nàng điều kiện gia đình rất kém cỏi những cái kia phú nhị đại cũng chỉ muốn cùng nàng chơi đùa mà thôi nàng đời này gặp qua tiềm lực lớn nhất người cũng chính là gian nguyên không nghĩ tới lâm sam không nói một tiếng một cái gian nguyên không có lại thêm cái phú nhị đại người theo đuổi. Gặp Giang Nguyên đã không sai biệt lắm trợ giúp Lý Minh Vũ nhận rõ hiện thực, Lâm Sam liền không nghĩ lại cùng bọn họ diễn tiếp. Nàng tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nguyên khuôn mặt, mỉm cười nói. Đừng tưởng rằng ta thích ngươi liền bưng coi mình là khối bảo, không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Lâm Sam giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mà ngôn ngữ của nàng lại giống như là ác độc nhất trắng độc tiếng vào Giang Nguyên lỗ tai, theo huyết dịch hướng chảy toàn thân, khiến cho hắn kìm lòng không được phát run. Hắn hiểu được, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, lúc này Lâm Sam xác thực đã đối với hắn không tình cảm chút nào. Mà hắn càng hiểu, không có Lâm Sam ái mộ hắn, quả thật bị đánh về nguyên hình. Đạo diễn là cái tiêu tiền nghề, ống kính, quay chụp, lấy tài liệu. Cái gì không cần tiền. Lâm Sam người của phụ thân mạch càng là hắn khác cầu. Đông kịch nhân tài đông đúc, dựa vào cái gì hắn một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo liền có thể lực áp quần hùng, trở thành công nhận tài tử lấy được thưởng không ngừng. Còn không phải Lâm Sam si tâm để phụ thân nàng đối với hắn mắt khác đối đãi dốc hết sức tài bồi. Ăn bám tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì đối với kim chủ di khí sai sử. Ý thức được mình đã đánh mất mạnh mẽ nhất giúp đỡ về sau, gian nguyên toàn thân băng lãnh. Mà những thứ này, hắn oán hận nhìn về phía một bên thần sắc hoảng hốt Lý Minh Vũ đều do tiện nhân này. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tích tương ta vĩnh viễn tiểu khả ái. Còn có một mực nhắn lại bình luận bảo bối, ta đều nhớ kỹ các ngươi tên, chờ sau này ta phát hỏa các ngươi chính là khai quốc nguyên lão tòng long chi thần, không phải cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta ném ra bá vương phiếu A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tích minh một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới tiêu dịch dinh dưỡng A cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hành chi ba bình, mảnh vải một bình, nhỏ tịnh một bình phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mặt dễ thương. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Chuẩn bị thử sức. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 08. Chuẩn bị thử sức Lâm Sam tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nguyên khuôn mặt, mỉm cười nói. Đừng tưởng rằng ta thích ngươi liền bưng coi mình là khối bảo, không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Đó là cái rất có nhục nhã tính chất xuồng xả động tác, nếu như phối hợp Lâm Sam ngôn ngữ, liền càng là từ đầu đến đuôi làm nhục. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, lại không ai trong lòng sinh ra là Giang Nguyên tức giận bất bình ý nghĩ dù sao liền ngay cả người ta khổ chủ chính mình cũng không thèm để ý, còn đuổi theo lâm nữ thần làm liếm chó, kiên quyết không thừa nhận phách chân chia tay sự thật. Cho nên có vẻ như bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai, Lâm Sam thật đúng là không nhất định là cho Giang Nguyên đeo nón xanh, không thấy Giang Nguyên đối với Lâm Sam ân cần dạng rồi sao. Lâm Sam gia đình bối cảnh diễn đàn trước kia liền có người bác quái, cùng nàng so ra, Giang Nguyên đúng là trèo cao bằng không thì Lâm Sam cũng không có khả năng cùng loại này tướng mạo soái ca kết giao không phải. Cứ việc chân tướng có chỗ đảo ngược, nhưng Lâm Sam trong lòng mọi người hỏng bét hình tượng vẫn là không có mảy may tăng lên, nhiều lắm thì gia nguyên cao lãnh tài tử nhân vật giả thiết sụp đổ thôi, người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không có gì đáng nói. gia nguyên mặt âm trầm đem Lý Minh Vũ túng đi, đám người thấy không có mới dưa có thể ăn, liền ai đi đường nấy, hứng thú bừng bừng đi học trường học diễn đàn bác quái cái này đột phát sự kiện. Sân trường cái nào đó yên lặng góc tối không người. Ngươi tại sao muốn trêu chọc nàng? Giang Nguyên nghiêm nghị chất vấn. Lý Minh Vũ sắc mặt cũng rất khó coi, nàng khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, chế giễu lại nói. Ta làm sao không thể mắng nàng? Nàng chiếm bạn trai của ta, ta dựa vào cái gì không thể để cho nàng lăng? Lý Minh Vũ tại gia nguyên trước mặt xưa nay đều là ôm nhu giải ngữ hoa hình tượng, lúc này nàng đột nhiên nhất bạo phát, lại để gia nguyên trở tay không kịp. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời Lý Minh Vũ cường ngạnh giọng điệu ngược lại làm cho hắn không có thương hương tiếc ngọc lo lắng, chỉ thấy hắn lạnh xuống mặt, câu chữ rõ ràng nói. Bạn gái của ta cho tới bây giờ đều là Lâm Sam, xin ngươi đừng loạn bấu víu quan hệ, nói xấu danh dự của ta. Nói xong xoay người rời đi lý minh vũ lập tức luống cúng nàng liền vội vàng nắm được Giang nguyên cánh tay lực đạo chi lớn để móng tay thậm chí bóp đến Giang nguyên cánh tay đau nhức ngươi quên lúc trước làm sao đáp ứng của ta a à, liền tại vào tuần lễ trước ba ban đêm rõ ràng nói xong lập tức cùng lâm sam chia tay nàng khó có thể tin thậm chí có một ti cầu khẩn nói ta bồi ngươi lâu như vậy ngươi thật sự đối với ta không có một chút tình cảm a à. nữ nhân này tại sao ngu xuẩn như vậy cho tới bây giờ đều thấy không rõ tình thế a. À. Giang Nguyên ánh mắt càng thêm căm ghét, hắn cường ngạnh đem Lý Minh Vũ tay từ trên người chính mình lấy ra, không mang theo một tia dư mà nói: "Ta và ngươi vẫn luôn là bằng hữu bình thường quan hệ, xin ngươi đừng lại tiếp tục tung tin đồn nhảm, có thể chứ?" "Không, tuyệt đối không thể lấy." Lý Minh Vũ trong lòng đại loạn, nàng nỗ lực nhiều như vậy, không phải là vì bảo hộ Giang Nguyên a, à, nếu như Giang Nguyên thật cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, khi nàng ba năm này cố gắng liền tất cả đều nước chảy về biển đông thẳng đến lúc này lý minh vũ rốt cuộc chú ý tới gian nguyên tỉnh táo ánh mắt hắn không phải nói đùa cái này khiến trong nội tâm nàng cuối cùng một tia đánh tình cảm bài may mắn cũng biến mất vô tung vô ảnh nàng sớm nên rõ ràng gian nguyên tính cách trong lòng của nàng hoàn toàn lạnh lẽo trên mặt lại phủ lên bi thương mỉm cười nàng ra vẻ kiên cường nói ra ta hiểu được thật có lỗi là ta rất ưa thích ngươi cho nên mới. Nàng nghẹn ngào không nói nên lời, đành phải rủ xuống thủ, lộ ra một đoạn trắng noãn thon dài cái cổ. Nàng biết Giang Nguyên thích như thế nào tư thái, dạng này mềm mại mảnh mai dáng vẻ, mới là hắn chỗ yêu thích. Quả nhiên, cuối cùng một đêm vợ chồng bách dạ ân, Lý Minh Vũ một yếu thế, Giang Nguyên cũng không tốt lại đem nói cái gì lời khó nghe. Hắn chậm lại giọng điệu, nửa hống nửa khuyên nhủ. Minh Vũ, Ngươi phải tin tưởng ta đối với tình cảm của ngươi, nhưng là ta hiện tại chính là phát triển mấu chốt kỳ, thực sự không thể cùng Lâm Sam trở mặt, ngươi không phải nhất ủng hộ ta sự nghiệp sao? Liền vì ta hy sinh một cái đi, chỉ cần chuyện ta nghiệp có khởi sắc, nhất định cùng tiện nhân kia chia tay, cho ngươi một cái thế giới bên trên thịnh đại nhất hôn lễ. Nghe một chút, đây là người nói lời a, à, một giây trước còn đang rủ sạch liên quan, nghe xong nàng chịu thua, liền lập tức bắt đầu các loại tin miệng bảo đảm. Lý Minh Vũ đã từng cũng là mê luyến qua Giang Nguyên, cũng không chỉ là bởi vì hắn là Lâm Sam bạn trai, càng là bởi vì hắn tài mạo, cùng kia phần trong minh minh lực hấp dẫn. Thật giống như bọn họ mệnh trung chú định muốn cùng một chỗ. Nhưng nàng chưa hề có một khắc giống như bây giờ thấy rõ Giang Nguyên bạc tình bạc nghĩa. Nàng yên lặng nuốt xuống lòng tràn đầy oán hận đắng chát, dắt một vòng điềm đạm đáng yêu nụ cười, ôm nhu nói. Ta đương nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi hết thảy. Vậy liền tạm thời tách ra đi." Nàng nhìn xem Giang Nguyên hai mắt, chứng thực nói nói, "Nhưng là ngươi xử lý tốt những chuyện này về sau, nhất định phải cùng với ta." Giang Nguyên gặp đêm nàng hống tốt, trong lòng cũng là thở dài một hơi, đối với yêu cầu của nàng đương nhiên không có khả năng phản đối. Thế là hắn ôm Lý Minh Vũ, lại là làm một phen căn bản không có khả năng thực hiện lời hứa, gặp nàng lộ ra nét mặt tươi cười, lúc này mới vội vàng rời đi, tìm kiếm Lâm Sam đi đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn, Lý Minh Vũ trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Nàng miếm môi, lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem danh bạ bên trên một cái tên, nàng trầm mặt một trận, cuối cùng bấm điện thoại. Điện thoại kết nối một nháy mắt, nàng thanh tuyến cấp tốc mềm mại đáng yêu xuống tới. Huy, Vương Tổng. Đúng, liên quan tới ngài nói sự kiện kia, ta đã nghĩ kỹ. Cũng không biết trong điện thoại nam nhân nói cái gì, làm cho nàng giọng dịu dàng nở nụ cười. Vậy ngài có thế nhất định phải cam đoan ta có thế cầm tới nhân vật này nha. Ân, ừ, kia buổi tối gặp. Khóe môi của nàng mỉm cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Về sau mấy ngày sự tình cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Giang Nguyên đối với Lâm Sam lấy lòng không có có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Quá khứ đối với hắn tình căng thâm chủng Lâm Sam lần này dĩ nhiên hết sức kiên định không tiếp thụ hắn bất luận cái gì hình thức đền bù, đối với hắn chán ghét càng là lộ rõ trên mặt, chỉ kém đem hắn loạn côn đánh ra cửa. Tới tương ứng, Giang Nguyên liếm chó chi danh cũng là càng thêm thanh danh truyền xa. Theo lý mà nói, Lâm Sam lúc này liền nên thừa thắng sông lên, đem mình cơ hồ ngã vào đáy cốc thanh danh sáng cứu trở về, nhưng đáng tiếc bản thân nàng đối với lần này cũng không rất thích, vẫn bình tĩnh kiếm sống thuận tiện đem mình lâm thời gọi hắn làm tiện nghi bạn trai sự tình nói cho Diệp Quy Hạc. Ta lúc ấy chính là lanh mồm lanh miệng một chút, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không cùng ngươi dính líu quan hệ. Nàng đặc biệt giải thích một câu. Cho nên ngươi đã cùng giang nguyên chia tay. Ân. Ừ. Cũng chẳng biết tại sao, nghe được Lâm Sam câu nói này về sau, Diệp Quy Hạc tâm tình không khỏi vì đó cảm thấy chút vui vẻ nhưng mà liền ngay cả chính hắn cũng nghĩ không thông cổ này cảm xúc đến nguyên do, dứt khoát không nhìn nó, ngược lại thảo luận lên một chuyện khác. Thứ sáu thời điểm, Vạn Trung Sơn muốn tới trường học các ngươi tuyển diễn viên thử sức, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Sam nói ra, ân, ừ, không kém bao nhiêu đâu. nàng hơi có vẻ qua loa trả lời chắc chắn khiến Diệp Quy Hạc nhíu mày, tự tin như vậy a? À. Diệp Quy Hạc nói chính là thứ sáu một trận thử sức. Vạn Trung Sơn là hoa quốc nổi danh nhất đạo diễn một trong, chụp quá nhiều bộ kinh điển phim nhựa, cứ việc hai năm này có chỗ xu hướng suy tàn, nhưng tư lịch cuối cùng ở nơi đó. Mà lại nghe nói lần này phim nhựa Sơ Dương Quỳ Hoa liền Vạn Trung Sơn chuyển hình chi tác, hắn muốn thông qua bộ phim này trọng chấn thanh danh. Ngay tại gần nhất, Sơ Dương Quỳ Hoa còn chưa chính thức khởi động máy, cũng đã tại trên mạng nhất lên sóng to gió lớn. Trừ đạo diễn bản nhân nổi tiếng tăng thêm bên ngoài, càng là bởi vì lần này phim nhựa tuyển diễn viên một đại mánh lới, Vạn Trung Sơn công khai tuyên bố, lần này phim nam nhân vật nữ chính, đem lại lần nữa người bên trong tuyển chọn, theo hắn công bố, chỉ có chưa tạo hình mới người mới có thể thể hiện ra mà hắn cần nhất là tươi mát tự nhiên đẹp. Sơ Dương Quỳ Hoa đối với Vạn Trung Sơn ý nghĩa không thể nghi ngờ, cơ hồ có thể quyết định hắn sự phát triển của tương lai, nhưng mà Vạn Trung Sơn lại đem bảo đặt ở trên thân người mới, cái này lập tức trở thành ủy bộ bên trên thảo luận điểm nóng. Không phải sao, Vạn Trung Sơn hàng đầu tuyển diễn viên chính là Hoa Quốc các lớn truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp học viện, đông kịch là hắn trạm thứ hai. Tất cả học sinh đều đối với lần này cơ hội ngàn năm một thuở trong mong mà đối đãi, Lâm Sam đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nếu như xuất đạo làm chính là quốc tế danh đạo tác phẩm, chỉ cần phòng bán vé không phải máu nhào, đối với nàng sự phát triển của tương lai cũng sẽ là vô cùng tốt điểm xuất phát bình thường tới nói lâm sam hẳn là đối với lần này thử sức cơ hội phá lệ coi trọng mới đúng có thế nàng bây giờ lại không lắm cảm thấy hứng thú thậm chí có chút qua loa dạng này ngã ngớn thái độ tự nhiên sẽ để dịp quy hạt bất mãn hắn đối với lâm sam rất có lòng tin thậm chí đã để nghiệp vụ nhân viên chuẩn bị xong sau đó lẫn lộn chỉ cần nàng cầm xuống thử sức liền có thể đuổi theo biết rồi ta sẽ suy nghĩ lại một chút Hắn biết Lâm Sam là cái cực có chủ kiến nữ hài, cho nên gặp không khuyên nổi nàng, liền không có cưỡng cầu, chỉ là thản nhiên nói: "Không nên quên mục tiêu của ngươi." Lâm Sam cúp điện thoại, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên sẽ không quên giả tâm của mình, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt cũng không phải là nàng lười biến thái độ, mà là vạn trung sơn bộ phim này, tiền đồ cũng không rõ ràng, hoặc là nói là lớn nhào đặc biệt nhào. Nguyên tắc bên trong Lý Minh Vũ đồng dạng tham dự lần này thử sức, nhưng đáng tiếc bởi vì làm đối thủ quấy phá, không thể được tuyển chọn. Chẳng qua sự thật chứng minh, đôi này Lý Minh Vũ chưa nếm không là một chuyện tốt. Đạo diễn chuyển hình nói nghe thì dễ, liền xem như Vạn Trung Sơn dạng này ngày xưa danh đạo cũng không thể vỗ bộ ngực cam đoan phòng bán vé tuyệt đối sẽ không bị vùi dập giữa chợ. Quả nhiên, sơ dương quỳ hoa, cuối cùng phòng bán vé thảm đạm, Vạn Trung Sơn chuyển hình thất bại từ đó không gượng dậy nổi tại rõ ràng kết quả như vậy dưới lâm sam lại làm sao có thể mắc ba ba đụng lên đi suy tư liên tục nàng quyết định hay là đi tham gia thử sức dù sao ai cũng không nói chắc được kịch bản có phải là xuất hiện biến hóa không phải dịp quy hạt làm lão bản đều sẽ coi trọng lần này thử sức chớ đừng nói chi là nàng người đại diện từ ngọc từ ngọc là cái nhìn qua khôn khéo già dặn nữ nhân cứ việc chẳng qua ba mười sáu tuổi nhưng cũng có phong phú xuất sắc tư lịch kinh nghiệm, tại nghiệp nội riêng có vương bài danh xưng, mang qua rất nhiều nổi tiếng cực cao minh tinh. Dạng này người đại diện trong tay tự nhiên tài nguyên vô cùng tốt, nhưng giống vạn Trung Sơn, Sơ Dương Quỳ Hoa, loại cấp bậc này vẫn là hiếm thấy, phim này đầu tư phối trí hoàn toàn có thể hướng thưởng, mà vạn Trung Sơn lại 10 phần coi trọng bộ phim này, hoàn toàn không cho người ta thao tác chỗ trống. Dưới tình huống như vậy, Từ Ngọc chỉ có thể dặn đi dặn lại đem chính mình hiểu rõ vạn trung sơn đặc biệt thích kiên kỵ một mạch truyền cho Lâm Sam. Lâm Sam vốn nghĩ đi đầu quan sát lại tính toán sau, nhưng mà trên thế giới cũng không phải là mỗi một sự kiện đều sẽ như cùng người nhóm nguyên bản nghĩ như vậy phát triển. Buổi sáng Lâm Sam hóa đạm trang, liền đúng hạn đi hướng thông báo bên trong nói tới thử văn phòng. Đi vào phòng nghỉ về sau, Lâm Sam liền là nao nao, không lớn không nhỏ trong phòng nghỉ, đã hoặc ngồi hoặc đứng 10 cái cô gái xinh đẹp, có chút lâm sam nhận ra, có chút nàng không nhận ra, chẳng qua cũng đều là đông kịch cùng xung quanh xuất thân chính quy cao tài sinh. Phỏng vấn thông báo thảo luận đến rất rõ ràng, ăn mặc yêu cầu sạch sẽ gọn gàng, mặt khác nữ chính tại nguyên tác bên trong nhân thiết là cái thanh tân đạm nhã nông thôn nữ hài, cho nên không có ai hóa nùng trang. Cô gái xinh đẹp sạch sẽ tập hợp một chỗ, tràn diện 10 phần cảnh đẹp ý vui. Chỉ là cân nhắc đến cái này phía sau ý vị tàn khốc ý vị, Liền không có ai còn có thể cười được Một cái nhân vật nữ chính vị trí Mười cái cô nương xinh đẹp cạnh tranh Mà đây đã là trải qua tầng tầng sàng chọn kết quả Lâm Sam mơ hồ dò xét một vòng Ánh mắt ở một cái nữ hài trên khuôn mặt dừng lại Là Lý Minh Vũ Nhận ra Lâm Sam về sau Lý Minh Vũ con mắt không khỏi có chút nheo lại Lâm Sam hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng Hết thảy đều không nói bên trong Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hôm qua không có đổi mới là vì khống chế số lượng từ a, ta tuần này thứ tư muốn lên bản, sau đó không có tính xong phát biểu thời gian, cho mọi người nói xin lỗi. Đem phía trước tiểu tu một chút, chẳng qua không ảnh hưởng đọc, không nhìn cũng được. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9. Khiêu chiến bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đẩy cửa động tĩnh để phần lớn người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua, Lý Minh Vũ cũng nhìn thấy Lâm Sam. Cùng cái khác ăn mặc thanh nhã thời thượng nữ hài so sánh, Lâm Sam xuyên thực sự quá một mạc, trên thực tế, một mặt đều xem như mỹ hóa thuyết pháp, trên mặt đạm trang cũng chỉ là sữa khí sắc, nói tóm lại, hoàn toàn không nhìn thấy nàng đối với trận này thử sức coi trọng thái độ. Thế là, Nàng nghiêng đầu hướng ngồi ở bên cạnh nàng nữ hài tử bên tai nhẹ giọng nói cái gì? Nguyên bản cúi đầu chơi điện thoại nữ sinh đang nghe lời nàng nói về sau, cuối cùng ngẩng đầu, hững hờ nhìn Lâm xa một chút, tiếp lấy ánh mắt ngưng lại. Hừ. Nữ hài xì khẽ một tiếng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà trong phòng nghỉ thực sự quá mức yên tĩnh, bởi vậy tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Đó là cái tướng mạo mười phần tinh xảo xinh đẹp nữ hài tử cứ việc chỉ là hơi thi phấn trang điểm, cũng đã ổn ép người bên ngoài một bậc, quần áo trên người cũng không xa hoa phức tạp, lại nhìn ra được làm thuê khảo cứu, hiển nhiên gia cảnh không tệ. Có dạng này ưu việc vốn liếng, cũng khó trách cô gái này từ đầu đến cuối có nhàn nhạt ngạo khí. Vị ẩn ẩn tràn ngập trong không khí, ngửi được nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt ưu tư, trong mắt có chút ít đồng tình chi ý. Đắc tội trương hân nhiên cái này sát thần, xem như lâm sam không may ngồi ở bên cạnh nàng lý minh vũ giống như nhiệt tình giới thiệu lâm sam đây là bạn thân ta lâm sam nàng cũng thông qua thi vòng 2. sam sam thế nhưng là trường học của chúng ta hệ hoa gia học uyên thâm lý minh vũ tự hồ có chút thẹn thùng mím môi cười một tiếng tại nhìn thấy ngươi trước đó ta cũng lấy vì lần này nhân vật nữ chính cuối cùng nhân tuyển nhất định là lâm sam nữa nha ân ừ. trương hân nhiên nhíu mày Ba ba của nàng là Lâm Thủ Dụ, gặp nàng mắc câu, Lý Minh Vũ cố gắng đè xuống nhếch lên khóe miệng, tiếp tục nói, mà lại Lâm Sam bình thường thành tích đặc biệt tốt, cho nên ta cho là nàng lần này thử sức 10 phần chắc chính nha. Các nàng trò chuyện thanh âm không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, chí ít người ở chỗ này đều có thể nghe rõ ràng. Lý Minh Vũ giống như vô ý, nhưng mà một số người đã ẩn ẩn cảm thấy, Lý Minh Vũ lời này không thích hợp chỗ có người có chút đồng tình nghĩ đến cái này lý minh vũ cũng là không hiểu rõ trương hân nhiên mới có thể như vậy hại bằng hữu của nàng lấy trương hân nhiên tính tình nghe được lý minh vũ nói như vậy lâm sam khẳng định là muốn bị kén ăn khó khăn lý minh vũ mình cũng nghĩ như vậy nhưng ra ngoài ý định đối mặt nàng xúi dục trương hân nhiên chỉ là thản nhiên nói vậy liền rửa mắt mà đợi lý minh vũ không khỏi khẽ giật mình cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống. Nàng đối với Trương Hân Nhiên sớm có nghe thấy, người sau cũng là đông kịch học sinh, cao hơn các nàng cấp 1. Trương Hân Nhiên ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, nghe nói bối cảnh thâm hậu, cho nên một đi ngang qua xuôi gió xuôi nước, một cái học kỳ bên trong có hơn phân nửa học kỳ đều tại đoàn làm phim, là có phần có danh tiếng đại tân sinh tiểu hoa. Tới tương ứng, Trương Hân Nhiên tính tình cũng là nhất đẳng kiêu ngạo, không coi ai ra gì đều xem như mỹ hóa sau thuyết pháp. Lý Minh Vũ nói dối, trên thực tế lần này thử sức công nhận đứng đầu nhân tuyển là Trương Hân Nhiên mới đúng. Nàng đối với Trương Hân Nhiên khúc ý lấy lòng, ngắn ngủi mới gặp cũng đã khắc sâu lý giải đến nàng cao ngạo, bởi vậy tại Lâm Sam sau khi xuất hiện, nàng liền muốn muốn lợi dụng Trương Hân Nhiên tính tình, cho Lâm Sam khó xử. Nhưng nàng duy chỉ có đánh giá thấp Trương Hân Nhiên cấp độ, người sau chẳng những không có thượng sáo, Ngược lại ý thức được nàng tiểu tâm tư, xì khẽ một tiếng, liền đứng lên cầm sách tay trực tiếp ngồi vào một bên khác. Nàng chướng mắt Lâm Sam, cũng đồng dạng xem thường Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ giống như đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng xem náo nhiệt ánh mắt. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, càng thêm đứng thẳng lên lưng, không muốn lộ ra mảy may chật vật biểu lộ. Nàng đã hy sinh nhiều như vậy, kia Lâm Sam cũng tuyệt không thể tốt hơn. Dù sao loại tình huống này nàng sớm đã thành thói quen, một lần thất bại tính là gì, Lâm Sam chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Sam chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nàng lắc đầu, mình tìm cái không vị ngồi xuống. Về sau liền không có sinh ra cái gì gợn sống, thử sức người một lần nữa cầm lấy nhân viên công tác phát hạ thử sức kịch bản, bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Lâm Sam cũng không ngoại lệ. Trước khi tới nàng cũng đã lặp đi lặp lại đọc qua nguyên tác tác phẩm, phỏng đoán qua nữ chính thúy thúy hình tượng, tự nhận là đã có sung túc nắm chắc. Cái này cùng bộ phim này phòng bán vé sẽ hay không bị vùi dập giữa chợ không quan hệ, nàng chuẩn bị, chỉ là đối với thử sức tôn trọng. Lâm Sam vẫn cho rằng, có được dạng này nghiêm cẩn thật lòng thái độ, mới là một diễn viên có thể đi đến đỉnh cao mấu chốt. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, làm Lâm Sam xuất ra dạng này thật lòng thái độ lúc trận này thử sức cũng đã tuyên bố kết thúc. Đại khái sau 10 phút, thử sức đạo diễn bọn người đã tới thử sức hiện trường, ở bên ngoài hành lang bên trong dẫn phát một trận huyên náo. Các nữ sinh không hẹn mà cùng ngẩng đầu, cùng nhìn nhau, hơi có do dự phải chăng muốn đi ra xem một chút. Cũng may nàng chưa kịp nhóm xoắn suýt ra kết quả, liền có nhân viên công tác tiến đến thông báo bọn họ, thử sức đạo diễn một đoàn người đã chuẩn bị xong, sau 3 phút hắn sẽ đến kêu tên, đến phiên thí sinh mình tới thử kính thất. Trọng đầu hí tới. Bị gọi vào thử sức người đơn giản sửa sang một chút dung nhan, liền đi vào thử sức thất. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí dần dần ngưng trọng lên. Trương Hân Nhiên dùng ống hút nho nhỏ hút miệng nước lọc, ý đồ đè xuống nóng nảy trong lòng. Cứ việc nàng đã là trong những người này thực lực lý lịch đều xuất sắc nhất người, nhưng nàng rõ ràng, nàng người cạnh tranh xa xa không chỉ trước mặt 10 cái nữ hài lần này thử sức đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu, mặc kệ là người đại diện vẫn là chính nàng, đều muốn đem hết toàn lực cầm xuống, vì nhân vật này, trong nhà nàng cũng ra không ít kình. Cho nên nàng mà nói, bây giờ đã là chỉ chỉ có thể thắng không cho phép bại tình huống. Nàng bực bội nhìn khắp bốn phía, phần lớn người giống như nàng không cách nào tỉnh hạ tâm tiếp tục chuẩn bị, cái này khiến nội tâm của nàng cảm nhận được chút an ủi. Mà tại nàng ánh mắt liếc qua quét đến gian phòng một góc lúc, biểu lộ không khỏi trì trệ nàng chỗ xem thường lý minh vũ dĩ nhiên không coi ai ra gì bưng lấy kịch bản nghiên cứu không có chút nào thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cái này khiến trương hân nhiên cảm thấy mười phần ngoài ý muốn nàng nguyên bản đối với lý minh vũ chẳng thèm ngó tới không nghĩ tới ngược lại cũng có chút chỗ thích hợp mà khi nàng nhìn thấy cách đó không xa lâm sam lúc lại là khẽ giật mình cùng chuyên chú lý minh vũ khác biệt cái kia bụi bẩn lâm sam dĩ nhiên tự nhiên tự tại tựa lưng vào ghế ngồi, đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thông dong bộ dáng. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trương Hân Nhiên trong lòng lạnh hừ một tiếng, thật đúng là coi mình là khối bảo không thành. Nàng kinh thường tại lại nhìn Lâm Sam, nhưng mà xoay chuyển ánh mắt, đúng là không tự chủ được cầm lên kịch bản, học Lý Minh Vũ dáng vẽ xem lên kịch bản. Phía trước tám cái tuyển thủ đang thử kính trong phòng dạo chơi một thời gian đều rất ngắn, dài nhất một vị cũng liền một khoảng 5 phút. Mấy nữ sinh lúc đi ra, hoặc là uể oải rơi lệ, hoặc là uể oải suy sụp, tốt nhất một vị sau khi đi ra liền thật lâu trầm ngâm. Rõ ràng, thành tích của các nàng đều không thể lạc quan. Mà loại này làm người rất cảm thấy kiềm chế không khí tại số chính Lý Minh Vũ trở ra, cuối cùng có chuyển biến. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút. Làm Lý Minh Vũ đánh vỡ trước một vị một năm phút đồng hồ ghi chép lúc, cũng đã có người nhịn không được liên tiếp nhìn chăm chú thời gian, mà tại Lý Minh Vũ dễ dàng đánh vỡ nửa giờ thường xuyên lại vẫn chưa hề đi ra lúc, trên mặt mọi người đều toát ra dị sắc. Cái này khiến số 10 Trương Hân Nhiên càng thêm cảm thấy áp lực, tại sau 40 phút, nhân viên công tác rốt cục gọi vào tên của nàng về sau, nàng thở sâu, sắc mặt trầm tĩnh đi vào. Vừa vào cửa, Trương Hân Nhiên bình tĩnh biểu lộ liền không khỏi vì đó phá công, cái này cũng không chỉ là bởi vì ngồi tại phía trước mỉm cười nhìn xem nàng Lý Minh Vũ, càng là bởi vì ngồi ở Lý Minh Vũ bên cạnh cùng nàng trò chuyện vui vẻ vạn trung sơn bản nhân. Vạn thúc. Vạn lão sư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Dưới kinh ngạc, Trương Hân Nhiên kém chút nói lỡ miệng. Nhân viên công tác trước đó hoàn toàn không có nói tới chuyện này. Vạn Trung Sơn chẳng qua 40-50 tuổi niên kỷ, sau đầu chải lấy rất có nghệ thuật khí chất biếm tóc, nghe vậy cười nói. Tuyển diễn viên làm việc rất không thuận lợi, ta liền theo Lão Tống cùng đi, nghĩ đến đông kịch nói không chừng sẽ có cái gì tốt người kế tục. Trong miệng hắn Lão Tống liền đoàn làm phim tuyển diễn viên đạo diễn, cũng là thử sức người phụ trách. Nghe được câu này về sau, Trương Hân Nhiên trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Vạn Trung Sơn để nàng nghĩ tới rồi cái nào đó phi thường không ổn khả năng. Không nói trước những này, ngươi bắt đầu trước đi. Vạn Trung Sơn biểu môi, để ta nhìn ngươi hiện tại tiến bộ bao nhiêu. Trương Hân Nhiên không dám lười biếng, bỏ đi trong đầu loạn thất bác tao ý nghĩ, đi đến ống kính trước, dựa theo Vạn Trung Sơn yêu cầu triển phát hiện mình. Nàng tuổi không lớn lắm, màn ảnh kinh nghiệm lại không ít, camera hoàn toàn không thể đối nàng biểu diễn làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào nàng trước là hướng về phía ống kính hoặc cười hoặc nhàu, biểu diễn các loại tự nhiên biểu lộ như cá gặp nước, hạng thứ nhất viên mãn hoàn thành. Không sai, vạn Trung Sơn từ chối cho ý kiến gật đầu, vậy liền bước kế tiếp đi. Kịch bản nhìn qua đi. Ân. Trương Hân Nhiên gật đầu. Sơ Dương Quỳ Hoa là một bộ điển hình phim văn nghệ, cải biên từ cùng tên tiểu thuyết, giảng thuật trên thế giới những năm 70, 80 nông thôn nữ hài Thúy Thúy cùng xuống nông thôn nam thanh niên trí thức thẩm ý tình yêu bi kịch. Vạn Trung Sơn lựa chọn thử sức kịch bản là nguyên tác trong tiểu thuyết phi thường kinh điển một đoạn kịch bản, miêu tả chính là Thúy Thúy đơn phương yêu mến thẩm ý, lại không biết thẩm ý tâm ý, thế là ý đồ câu dẫn hắn. Một đoạn này đem nông thôn thiếu nữ ngây thơ đơn thuần tính cách cùng thuần khiết tươi mát mỹ lệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho nên đối với diễn viên ngoại hình diễn kỹ yêu cầu đều 10 phần nghiêm ngặt. Muốn tại nổi danh hào diễn viên bên trong tuyển diễn viên có thể nói khó càng thêm khó. Vạn Trung Sơn cũng là vì giảm xuống tuyển diễn viên độ khó, mới lùi lại mà cầu việc khác, lớn mật bắt đầu dùng người mới, hy vọng mượn từ người mới ngọc thô chưa tạo hình đặc điểm, thể hiện ra thúy thúy đẹp. Cho nên từ hướng này tới nói, Trương Hân Nhiên lý lịch ngược lại làm cho nàng có chút ăn thiệt thòi. Nhưng nàng cũng không e ngại. Bởi vì nàng từ chưa thất bại qua, Trương Hân Nhiên nhắm mắt điều chỉnh vài giây, nhớ lại chỉ đạo lão sư đề cập qua yếu điểm, lại mở mắt ra lúc, nàng đã mang lên trên một cái khác phương diện cổ. Nàng nhìn về phía trong không khí không tồn tại một người khác. Thẩm Đại Ca. Thiếu nữ giọng điệu như thường, nhưng mà kia ngăn không được nhếch lên khóe miệng lại tiết lộ tâm sự của nàng. Kịch bản kết thúc. Trương Hân Nhiên mở mắt ra, nàng giờ phút này tâm tình dễ dàng. Nàng đối với mình biểu diễn trạng thái tâm lý nắm chắc, hôm nay tại trùng điệp áp lực dưới ngược lại vượt xa bình thường phát huy. Theo ý nghĩ của nàng, lúc này Vạn Trung Sơn liền nên đối nàng các loại khen ngợi, tại chỗ quyết định nhân vật nữ chính thí sinh. Nhưng khi nàng chờ mong mở mắt ra về sau, nên đón nàng cũng không phải là ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. Trong nội tâm nàng trầm xuống, trái tim đã nâng lên cổ họng, tiếp lấy liền nghe Vạn Trung Sơn chần chờ nói ra ngươi biểu diễn kỹ xảo càng ngày càng thành thục, mỗi lần gặp gỡ ngươi cũng tại tiến bộ, ta rất vui mừng. Ngươi cũng xác thực rất tốt mà cho thấy một cái mới biết yêu nữ hài hình tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật nữ chính vị trí trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Nhưng là... Vạn Trung Sơn buồn rầu thở dài. Lý Minh Vũ biểu diễn sau ngươi càng thêm xuất sắc. Một trái tim cứ như vậy nặng nề mà chìm xuống dưới. Trương Hân Nhiên âm trầm biểu lộ để Lý Minh Vũ càng phát ra sảng khoái, trên mặt nhưng vẫn là một phái thận trọng mỉm cười. Nàng không thiếu vui vẻ nghĩ đến, Lâm Sam lần này lại phải làm sao đâu. Tại diễn kỹ bên trên, mình nhưng cho tới bây giờ đều là nghiền ép một phương. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn nhắn lại của VW. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 10 Kinh diễm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 10 Kinh diễm Lâm Sam trước mặt thử sức người đều kết thúc, chỉ có Trương Hân Nhiên cùng Lý Minh Vũ một mực tại bên trong, người khác đều nói nữ chính hẳn là ngay tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Chẳng qua Lâm Sam không cảm thấy như vậy. Nàng đi vào thử sức thất, đập vào mi mắt là một bộ có chút kỳ quái hình tượng. Vạn Trung Sơn mặt âm trầm ngồi ở giữa, Trương Hân Nhiên mặt mũi tràn đầy tràn ngập không cao hứng, Lý Minh Vũ ngược lại là trong ba người nhất vừa vặn, nhưng cũng có thể nhìn ra rõ ràng là miễn cưỡng vui cười. Đây là cái cuối cùng rồi. Vạn Trung Sơn hỏi. Nhân viên công tác mắt nhìn phiếu báo danh, khẳng định gật đầu. Ân, nàng là cái cuối cùng. Vạn Trung Sơn liền gật gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Hắn nói hững hờ, tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên, thái độ như vậy làm sao có thể kiểm nghiệm biểu diễn viên chân thực tiêu chuẩn. Vạn Trung Sơn chỉ là đem kịch bản giao cho Lâm Sam, liền cơ bản không có dương mắt nhìn nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này thử sức đối với Lâm Sam mà nói đã kết thúc. Lâm Sam đã nhận ra Vạn Trung Sơn kinh thường thái độ. Như vậy, cứ như vậy kết thúc rồi à. Lâm Sam không cho là như vậy. Nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, thật dài hô hấp. Nàng cảm thấy nữ hài kia khí tức. Ngày xuân ấm gió thổi qua vùng quê, nghe thấy được chim tức 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 ra ra thanh âm, ngửi được tươi mát cỏ cây hương khí, đây hết thảy là như thế sinh cơ bừng bừng, khiến cho tâm hồn người dao động. Nhưng nhất làm nàng tâm động xa không chỉ có những chuyện này, càng là bởi vì đi ở bên cạnh thanh niên. Nàng nhẹ nhàng đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, tâm tình so với chân trời chim con còn vui vẻ hơn. Nàng rốt cục nhịn không được lâm sam mở mắt ra đúng vậy đứng ở trước mắt nàng liền nàng tâm tâm niệm niệm tình lan nàng nhất định phải phải làm những gì hấp dẫn chú ý của hắn mới được thế là một câu thốt ra lâm đại ca ta cho ngươi hát một bài đi phụ trách tuyển diễn viên thử sức tống nhân nhướng mày kịch bản bên trong cũng không có câu này lời kịch nhưng là nhìn lấy đứng tại ống kính trước cười duyên dáng thiếu nữ hắn lại một câu cũng nói không nên lời chỉ là vô ý thức nhìn nàng chằm chằm cứ việc nàng cách ăn mặc không đáng chú ý, thế nhưng là một khi nàng cười lên lúc, liền hoàn toàn không cách nào làm người dời ánh mắt. Bất kể là đường công trôi chảy duyên dáng cầm, vẫn là ngũ quan xinh xắn, tại ống kính hạ đều là như thế cảnh đẹp ý vui, giống như nàng chính là sân khấu trung tâm. Nhất là cặp mắt kia. Cô gái này con mắt tựa như là biết nói chuyện, nồng đậm mi mắt hạ hai con ngươi như là trong núi nai con đồng tử, thuần khiết ngây thơ nhất là làm nàng dùng cặp kia sáng tỏ đôi mắt đầy chứa ý cười mà nhìn xem ngươi lúc dù cho không nói một lời cũng thắng qua thiên ngôn vạn ngữ đúng lúc này lâm sam nhẹ nhàng hát lên thử sức lúc tự tiện cải biến kịch bản không thể nghi ngờ làm người chán ghét thế nhưng là ai có thể chán ghét dạng này một cái như tinh linh tươi mát tiểu cô nương khả ái đâu nàng hát chính là quê quán điệu hát dân gian cũng không quá nhiều kỹ xảo thậm chí thỉnh thoảng sẽ quên từ chỉ là hát giòn tang giống như là hà ở giữa củ sen, thấm lấy say lòng người thơm ngọt. Vạn Trung Sơn ngẩng đầu, tâm phiền ý loạn muốn quát bảo ngưng lại Lâm Sam. Chỉ là ngẩng đầu một nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người, trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Mọi người sẽ từ trong màn ảnh yêu nàng. Không có ai ngoại lệ. Vạn Trung Sơn phiền lòng lý do nói đến đơn giản lại phức tạp, hắn một chút chọn trúng Lý Minh Vũ, cô gái này không chỉ có nhất định diễn kỹ, càng có một loại cứng cỏi cuột cường, loại này thực chất bên trong cố chấp cùng trong tiểu thuyết từ đầu đến cuối không ngừng vươn lên, không chịu từ bỏ thúy thúy vừa có trùng hợp chỗ. lại thêm nàng tướng mạo không kém, thanh thuần tú mỹ, có thể nói vạn trung sơn là rất vừa ý nàng. nhưng là, nhưng là, không sai, lâm sam là rất ưu tú, thậm chí so trước đó làm hắn tâm động không ngừng lý minh vũ còn muốn ưu tú mấy lần nhưng là nhà đầu tư nhất hướng vào chính là hắn mẹ Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên mình cũng không nguyện ý từ bỏ, xem ra là quyết tâm muốn vừa tới ngọn nguồn. Đạo diễn nhất hẳn là đầu tiên là thị trường, tiếp theo là nhà đầu tư, cuối cùng mới là đạo diễn chính mình. Vạn Trung Sơn Phi thường rõ ràng mình bây giờ địa vị, hắn là không nên vì mình sản khoái mà đắc tội vốn liếng phương. Lâm Sam sát thực rất có thiên phú, có thiên nhiên đi hoa văn trang sức thuần khiết vẻ đẹp, nhưng là chẳng lẽ dùng nàng liền có thể bảo chứng phòng bán vé đại bạo A, Lâm Sam tương lai một nhất định có thể thành danh A. Vạn Trung Sơn bốc lên không nổi cái này nguy hiểm. Nội tâm của hắn dãy dụa liên tục, cơ mặt thậm chí đều tại có chút run rẩy, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn lối ra tán thưởng, ngược lại làm ra thờ ơ hờ hững. Vạn Trung Sơn tự thân dãy dụa đồng thời, cái khác người xem cũng là tâm tư dị biệt. Lý Minh Vũ siết chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệch, móng tay đều bóp đến lõm vào trong thịt, nàng lại thoáng như chưa tỉnh, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm đứng tại chính giữa lâm sam. Như thế lóa mắt. Như thế. Xa không thể chạm. Lâm Sam là lúc nào biến thành như vậy? Tại Lý Minh Vũ trong ấn tượng, Lâm Sam biểu diễn luôn luôn thanh nhạt như nước, dù cho dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là không nóng không lạnh nhạt nhẽo vô vị nàng tự tin kỹ xảo của mình đủ để treo lên đánh Lâm Sam 10 đầu đường phố. Mà giờ khắc này Lâm Sam, biểu diễn lực cùng lây truyền lực lại cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Lý Minh Vũ, nhìn xem Lâm Sam cũng nhất định phải lặp đi lặp lại nhắc nhở đây chỉ là Lâm Sam cho thấy một vai, mới có thể miễn cưỡng bảo trì góc độ khách quan. Phổ thông người xem sẽ có như thế nào biểu hiện, chỉ nhìn một bên vạn trung sơn cùng tống nhân liền biết rồi, vạn trung sơn ánh mắt long long nhìn nhìn xem lâm sam, thần sắc khó nén hưng phấn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tự hồ muốn càng tới gần một chút. Lý Minh Vũ rõ ràng, Vạn Trung Sơn trong suy nghĩ cao thấp đã có kết quả. Vì cái gì? Vì cái gì từ nhỏ đến lớn, bất kể là cha mẹ, gia đình, dung mạo nàng cũng không sánh nổi lâm sam. Thậm chí ngay cả nàng tự tin nhất diễn kỹ, đều bị triệt triệt để để hạ thấp xuống. Phụ thân chói tai thô tục ngôn ngữ tự hồ lại tại vang lên bên tai lý minh vũ miếng chặt bờ môi hai mắt khô khốc lại chen không ra một giọt nước mắt biểu diễn kết thúc lâm sam hướng ngồi tại phía trước đạo diễn cùng phó đạo diễn nhóm bái ra hiệu mình biểu diễn kết thúc trong sân vang lên thanh thúy nhiệt tình tiếng vỗ tay đại khái là cái nào đó bị lâm sam tinh phục nhân viên công tác nhưng mà cái này tiếng vỗ tay quá mức cô độc phát hiện đại đa số người cũng không có động tĩnh về sau cái kia tiểu ca đành phải ngượng ngùng dừng lại chẳng qua thần sắc còn có mấy phần không khỏi bầu không khí nhất thời thập phần vi diệu. Đúng vậy a, à, mỗi người đều lòng dạ biết rõ cuộc biểu diễn này kinh diễm chỗ, nhưng là có ai dám nói ra. Nơi này lớn nhất vạn đạo đều không nói gì, mặt đen lên ngồi ở kia, không biết bị chạm cái gì rủi ro, bọn họ dựa vào cái gì lên tiếng. Không tệ biểu diễn. Nửa ngày, Vạn Trung Sơn cuối cùng mở miệng. Hắn có tâm nói nhưng là đến trêu chọc, nhưng mà há miệng liên tục lại vẫn là không cách nào nói ra trái lương tâm ngôn ngữ. Đúng lúc này, Trương Hân Nhiên thanh âm lạnh như băng vì hắn giải vây. Thử sức lúc tự tiện cải biến kịch bản, thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ. Mọi thứ cũng có ngoại lệ, chớ đừng nói chi là Lâm Sam còn biểu diễn xuất sắc như vậy. Có người muốn là Lâm Sam giải thích, chỉ là khi nhìn đến Trương Hân Nhiên không che giấu chút nào chán ghét mà vứt bỏ địch ý lúc, lại là rõ ràng hết thảy. Trương Hân Nhiên là đại tân sinh lưu lượng tiểu hoa, xưa nay chủ đánh thanh thuần thanh xuân nhân vật giả thiết, Lâm Sam biểu hiện có thể nói cùng nàng hoàng mỹ xung đột nhau, là muốn dẫm lên nàng thượng vị, nàng lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nghĩ đến chính là liều mạng nữ chính không muốn, nàng cũng khẳng định phải đem Lâm Sam đè xuống. Vạn Trung Sơn rõ ràng, trận này thử sức trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định kết quả, cái gọi là hải tuyển chỉ là cái lẫn lộn mánh lưới. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy Trương Hân Nhiên không sai, mới nắm lỗ mũi đồng ý, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện Lý Minh Vũ, thậm chí là có một không hai toàn trường Lâm Sam. Không khí hiện trường càng thêm tĩnh mịch xấu hổ, cuối cùng vẫn vạn trung sơn tẻ nhạt vô vị khoát tay áo. Ngươi biểu diễn ta xem qua, về sau nếu có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Nói thì nói như thế, trong lòng của hắn lại đối với tên này tư chất xuất chúng nữ hài tràn đầy thương tiếc. Bị Trương Hân Nhiên xem là cái đinh trong mắt, chỉ sợ sự nghiệp của nàng còn chưa cất bước, liền muốn chết yểu. Lâm Sam tự mình rót giống như là đối với kết quả không có gì cái gọi là, cái này đơn thuần cô nương đại khái không có phát giác được không đúng chỗ nào, ngoan ngoãn cút cung xin lỗi sau liền rời đi thử sức thất. Vạn Trung Sơn ở trong lòng thở dài. Sau khi trở về, Lâm Sam đem lần này thử sức kết quả nói cho Từ Ngọc. "Ngươi nói cái gì?" "Thất bại rồi." Từ Ngọc ngữ điệu dương lên. Nói đúng ra, người ta ngay từ đầu ở giữa định nhân vật nữ chính. Lâm Sam uống nắng nàng thuyết pháp. Hơn nữa còn muốn đem nàng đè xuống đâu? Dự định. Từ Ngọc giọng điệu càng thêm cao. Ngươi chờ điện thoại của ta. Khí thế hung hăng ném câu nói này, Từ Ngọc liền cúp điện thoại, không biết đi xử lý như thế nào. Lâm Sam từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng Sơ Dương Quỳ Hoa bây giờ lại náo ra đạo diễn có mắt không trồng nội tình sự kiện nàng liền càng phát giác ăn tảo dược hoàng đối với sai mất cơ hội hoàn toàn không cảm giác được tiết hận đến buổi tối từ ngọc cuối cùng điện thoại tới lúc này ngữ khí của nàng mặc dù hơi ngậm buồn bực ý so với buổi sáng tỉnh táo nhiều ta đã làm rõ ràng nữ chính xác thực ngay từ đầu ở giữa định lâm sam nhíu mày rất muốn chất vấn từ ngọc nghiệp vụ năng lực chẳng qua cân nhắc đến từ ngọc nổi tiếng bên ngoài mình một cái hạng người vô danh chất vấn có lẽ sẽ đâm bị thương lòng tự ái của nàng liền cũng không nói ra miệng chẳng qua từ ngọc mình đại khái cũng cảm thấy mất mặt liền đại khái nói chuyện kết quả xử lý liền lướt qua không đề cập tới sơ dương quỳ hoa mất liền mất ngươi đang thử kính biểu hiện ta đã hiểu rõ không được tuyển không phải vấn đề của ngươi từ ngọc dứt khoát nói ra trong tay của ta còn có mấy cái kịch bản Ngươi mấy ngày nay hảo hảo lên lớp, chờ điện thoại của ta. Được rồi." Lâm Sam nói. Từ Ngọc trong miệng lên lớp lại không phải đông kịch trường học chương trình học, đối với đã ký kết xuất đạo, thậm chí có tác phẩm tiêu biểu phẩm nghệ nhân mà nói, trường học đại chúng chương trình học đã không thể thỏa mãn cần. Thậm chí vì một ít đặc thù tác phẩm, tỉ như nói cổ trang võ hiệp, diễn viên là cần sớm tiến hành chương trình học huấn luyện tương quan kỹ năng từ ngọc dạng này người đại diện cũng có chỗ tốt, đó chính là làm việc hiệu suất rất nhanh. Nhất là nàng vừa bị dịp quy hạt lương cao đào đến, thủ hạ nghệ nhân phần lớn là người mới, liền càng muốn làm hơn ra một phen sự nghiệp để chứng minh giá trị của mình. Không có qua mấy ngày, liền có ba cái kịch bản bày tại trước mặt của nàng. Cái thứ nhất là nổi danh đạo diễn cường nhạc mới phim, nữ ba, một cái bình hoa nhân vật, có chút ở chỗ phim có cơ bản bàn, nếu như dáng dấp thật tốt nhìn, tại người xem trong mắt xoát xoát tồn tại cảm cũng là tốt. Thứ hai là cái cổ trang Internet kịch nữ số 2, ác độc nữ phụ, có thể dự đoán không bị người xem thích, nhưng nếu như diễn đầy đủ xấu xâm nhập lòng người, ngoài ý muốn hút phấn, xoát tồn tại cảm cũng khó nói. Cái thứ ba nhưng là đầu tư không lớn dân quốc phim nữ số 1, phong tình vạn chủng nữ minh tinh, cùng xuất thân thế gia đại tộc đơn thuần tiểu thiếu gia có một đoạn tình cảm gút mắt, bất kể là diễn kỹ hút phấn, vẫn là nhan giá trị hút phấn đều so trước hai cái kịch bản muốn tốt rất nhiều lâm sam nghi hoặc mà nhìn về phía từ ngọc từ ngọc cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi là muốn hỏi là điều kiện gì tốt như vậy đúng không đúng cảm giác này điều kiện không tệ đề nghị của ta là ngươi tuyển cái gì cũng không cần tuyển nó từ ngọc để điện thoại di động xuống hỏi nói ngươi biết tô mộng lâu a à? lâm sam nhíu mày giống như ở nơi nào nghe qua. Từ Ngọc nói ra, Ngươi nghe nói qua cũng là bình thường, Tô Mộng Lâu là người trong nước đạo diễn bên trong danh tiếng thịnh nhất Tân Tú, còn chưa tốt nghiệp liền lấy được quốc tế thưởng lớn vô số, thậm chí có người khen thiên phú của hắn tương lai đủ để xông Oscar. Nhưng là, Từ Ngọc bốc lên khóe miệng, trào phúng nói nói, ngươi biết dạng này thiên tài nhân vật nữ chính vì cái gì chỉ có thể lựa chọn bất nhập lưu mới xuất đạo người mới a? À? Bởi vì bởi vì hắn chụp một bộ nhào một bộ. Có người không tin tà, nghĩ thầm Napoleon còn có Waterloo, lại lần nữa đầu tư. Kết quả Tô Mộng Lâu còn thật như vậy tài giỏi, ném nhiều ít nhào nhiều ít, hiện tại đã không có người dám đầu tư hắn. Từ Ngọc mạn bất kinh tâm nói, lần này nghe nói hắn là tán gia bại sản cũng muốn kiếm tiền chụp, nếu như tiếp tục nhào, đại khái liền muốn triệt để xéo đi đi. Đã không có dám diễn ngươi làm sao đem nó phóng tới trước mặt ta rồi. Từ Ngọc lại là nửa đùa nửa thật nói. Góp đủ số, có cái nhân vật nữ chính vỡ thật đẹp một chút. Lâm Sam cũng là cười một tiếng, sau đó đem kịch bản thả lại mặt bàn. Quyết định. Quyết định. Nàng bình tĩnh nói. Ta muốn diễn tô mộng lâu kịch bản. Từ Ngọc ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tích tương cầu vòng cái rắm, ông lấy ngươi hôn 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 của vê đức của cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta ném ra bá vương phiếu A cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Tích minh một mai phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mặt dễ thương. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.